Em có cái phần xin chào cả nhà yêu nha. Ông chào chị Sương Lê. Ở đâu chị? Ủa tiền ship cao vậy? Rồi tiền ship không hả? Là mua 2 hộp 109.000. Hộp bức gì? Không, nhưng mà nó tính lại cho chủ của nữa nha. Tính ai một tháng á, tính rồi mấy đứa nó tốt cuộc nó cũng không có dư nhiêu tiền. Mình mua nó lâu đó, cái mình được cái điểm mình làm cái gì đó thì nó sẽ được giảm giá, mua mấy cái sản phẩm giá rẻ. Xin chào các nàng xinh đẹp. Xin chào các chị yêu của em nha. Vòng cẩm thạch có xây không em? Dạ, cái vòng cẩm thạch này đẹp lắm nè. Bông nó đều hết trơn luôn á, ni 54.
không không, nhưng mà chọn cái thịt em ghen vậy đó. Ngon đúng rồi, chọn chọn 7.2. Xin chào các chị đẹp nha. Rồi tương tác các chế yêu ơi. Hello tình yêu ngăn quàng nè. Rồi chào chị Trần Tú nha. Trời trời, kiện kiện nha các chị ơi. Chào, em chào chị Hiền Thái nè. Có dây pha lê nha chị đẹp ơi. Chào chị Phương Hồng. Chào Nờ Xuân nha. Rồi rồi để em phải kiện nó chế. Chúc em mua may bán đất nha. Ok tình yêu, cảm ơn tình yêu. Cảm ơn bé đẹp nha. Trời ơi, có mấy sợi như vàng luôn. Thấy chứ yêu ơi, đẹp quá. Sợi dây đá vàng nha. Đẹp đây không. Đây có một sợi dây chuyền luôn. Dạ, chơi chiền vàng nhỏ nhỏ xinh xinh nha các chị, này vàng 24k nè. Chào cô chủ nhỏ, hello chị Mỹ Thị nha. Rồi dây chuyền vàng này đẹp quá vợ. Dây chuyền vàng này mở 10.000 nè các chế. 10k cho em sợi dây chuyền vàng này nha. 10k giùm em. Ai chốt giùm em mã 10k nha các chị. Rồi có một sợi dây chuyền bạc Italy luôn.
Đó, dây này phủ hoạch kim rồi nè các chế yêu ơi. Dây này lên đơn giùm em mã 30. Mã 30k, 30k giùm em nha. Đó, 30k giùm em luôn. Hello chị Lý Thị luôn. Đây, sợi dây chuyền bạc ý nhỏ nhỏ xinh xinh nha, 30. 30, 30 nha các chị. Rồi, dây chuyền vàng luôn, 20.000. Máy vàng 20. Ồ, nó khắc K19 luôn. K18 luôn nè các chị. Ồ, vàng thiệt cái gì người ta. Đây, 20.000 hả? 20k. Các chị thấy em không? Wi-Fi hình như cái mạng bị gì hết chị ơi. 30 chốt Hồ Nguyễn. 30 sợi dây bạc nhỏ này nè. Không lo, lên số điện thoại giùm em đi chị. Đây sợi dây 18k nè, thêm mặt dây chuyền cẩm hạch nữa nha các chế mã. Cái này mặt dây chuyền ngọc đế quang nè. Mã ngọc giùm em 50. Ngọc 50, ngọc 50 cho em nha các chị. Ai lên đơn chốt giùm em mã ngọc 50 là được rồi. Ngọc 50k nha, dây chuyền dài không em ơi. Dây chuyền dài là dài bao nhiêu chị yêu ơi? Hồn của em là 4 tất cử nha. Rồi mã sòn giùm em 90. Bông này sòn bạc Italy nè các chị. Đó, sòn bạc Italy luôn 90. Ai lên đơn chốt giùm em mã 90 nha các chế yêu. 90k. Đây sợi dây bạc luôn các chị yêu ơi. Đẹp quá à. Mã bạc giùm em 230. Mã bạc 30 giùm em nha các chị. Ai chốt lên đơn giùm em mã bạc 30. Rồi có một cây kính này luôn rồi các chế yêu ơi. À, cây kính ra đà này luôn nè. Không chính tư chốt không lo. Rồi luôn một cây kính ra đà nè. Cái kính này xịn nè các chị. Cây kính xịn giùm em 100. Xịn 100k. Xịn 100k nha. Trời ơi có cái chiếc nhẫn hồ ly này luôn nè. 10k nè các chị. Vàng 10k nha. Nhẫn này 100.000. Nhẫn hồ ly 100.000 giùm chém ốc nha. Bạc 30 nè chị. Đây khắc 10k nè các chị, chứ nhẫn này 100.000. 100.000, 100.000. Tiền Thái, hồi ôi lộn được chiếc nhẫn sòn này luôn nè các chị, cũng bạch kim nha các chị, đeo không đen. Rồi lên đơn giùm em mã không đen giùm em 65.000. Không đen 65.000 hồ ly. Không đen 65.000, không đen 65.000 chiếc nhẫn vàng nha các chế. Nhẫn này đẹp lắm các chị ơi. Không đen 65.000, không đen 65.000 nha. Đi số 12, 13 đeo vừa. Đó, chiếc nhẫn này bạch kim đẹp lắm nha các chị. Nhìn cái form hàng đúc nè. Đúc bạch kim dày đẹp lắm, đeo không đen, không dưỡng, không ngứa luôn. Ai lên đơn chốt dùm che móc nha các chị ơi. Rồi có sợi dây hạt này nha các chị. Dây này đẹp lắm. Rồi sợi dây chuyền này luôn. Dây tặng luôn. Dây tặng luôn. Ôi, có một cái đồng hồ ngọc trai. Đây ngọc trai luôn. Đó mã trai giùm em, có nó bạch kim đẹp lắm nha chị. Chị không đen giùm em luôn. Rồi mã trai giùm em 260. Trai 260 giùm em nha. Trai 260 gì ngọc ơi. 65 chốt ngọc suka. 65 chốt ngân quỳnh. Không đen bạch kim luôn. Vòng cẩm hạch đi bao nhiêu đi? 54. Vòng cẩm hạch đó đẹp đó chị. Rồi luôn sợi dây chuyền phối bạc nè. Sợi dây chuyền phối bạc này 50. Đó trai phối bạc luôn 50. 50 này tặng nè. 260 cho em cái đồng hồ ngọc trai. 260 nha các chị. Đây hổ phách xưa nè các chị. Hổ phách cổ nha. Hổ phách nguyên thủy luôn. Phách này trừ tà khử độc nè các chị. Đó
hút độc cơ thể cho mình luôn nha. Rồi luôn 200. Họ phát nguyên thủy luôn 200k. Đây họ phát này năng lượng nhiều lắm rồi các chị. 200 nha. Trời ơi, có một cái cặp đá này luôn nè. Này giống như đeo bông vậy đó nha chị. Một cặp bông luôn. Mã bông tặng. Dây đeo trai đeo cổ 50. Dây 50 chốt không lo. Đó này ra giùm em chị. Dây hạt bao nhiêu vậy đó. Dây hạt gỗ này hả? Hạt này giống như hổ phách vậy đó nha. Đang gỡ ra để họ gỡ nha. Số này 58 nha. Để yên mà. Rồi luôn cho này luôn nè. Mã gỗ giùm em 100 ngàn. Dây gỗ xưa nha các chị. Gỗ xưa 100 ngàn luôn. Gỗ xưa 100 luôn. Trời ơi, sợi dây bạc ý nè các chị ơi. Bạc nhật nha. Mã bạc giùm em 30. Bạc 30k luôn, hình trái tim bạc 30 nha. Bạc 30 giùm em luôn. Đây, một đôi bông sòn kim cương luôn nè các chị, bông sòn vàng nhé chứ. Sòn này chốt giùm em mã 400. Sòn vàng 400 dùm cho móc luôn. 400k. 400 cho em nha các chị, ai lên đơn chốt giùm em mã 400. Ồ, cái mặt trai này đẹp quá à. Mã vàng giùm em 30. Vàng 30k, chốt lên đơn giùm em mã vàng 30k. 400k giùm che móc luôn. Trời ơi, sợi dây này luôn rồi các chị ơi, bạch kim nè. Đẹp quá à. Rồi chốt tặng cho chị luôn đi là giá 100.000. Sợi dây sòn đẹp quá, sợi dây sáng trưng luôn. Ơi cái 400 nó còn nữa nha. 400 chốt kim ngọc thủy. Quyên Trịnh nó còn. Quyên Trịnh lên số điện thoại chị ơi. Quyên Trịnh lên số điện thoại dùm cho em ốc nha. Rồi 100.000 cho em ốc sợi dây này luôn nè. Nó xây bạch kim rồi nha các chị. 100. Ai chốt lên đơn dùm em mã 100.000 dùm em bao đẹp cho chết luôn. 100k si kim gọi luôn. 100.000. 100.000 đi bi đẹp quá rồi ha. Đi bi quá đẹp rồi các chị ơi. Đồ cổ đồ sơ nha. 100k chốt cho chị Nana hay Linh Nguyễn luôn cơ. Rồi luôn sợi dây đá. Dây đá vàng giùm em 20. Dây đá vàng 20 giùm em nha các chị. Chốt giùm cho móc vàng 20 luôn. Vàng 20k. Vàng 20k luôn. Trời ơi, một đôi bông bạch kim nè. Nó pha bạch kim rồi nha mấy chị, đeo không đen rụng nước thoải mái luôn. Mã không đen giùm em 99.000. Không đen 99.000 giùm em nha các chị, không đen 99.000. Đó, em đẹp ghê không mấy chị yêu ơi. Em lượm được một đôi bông sòn của Hị Sĩ luôn á. Cái này hàng của Hị Sĩ nha. Tuyết Trinh Nguyễn cháu chưa. Đôi bông sòn của Hị Sĩ luôn nè. Đẹp quá à. Ai đơn chốt dùm che móc luôn. Quá đẹp. Không đen 99 chốt hiện thái. Không đen 99.000 học của Hị Sĩ. Đó, đẹp đây cho các chị. Không đen 99 luôn. Đeo bao đẹp nhớ chứ. Hồi ơi, lượm được cái mặt dây chuyền sòn nè. Đẹp ghê không. 99 chốt lượng Nguyễn. Rồi mã sòn giùm em 120. Sòn 120 vàng 20 là sẽ dây đá mua sức. Rồi luôn 120. 122 luôn. Rồi một cái sợi dây đá anh trắng nè các chị. Đó, mã trắng giùm em 50. Trắng 50 giùm cho em ốc nha các chị ơi. Đồng hồ này 40. 40 giùm em nha. 40 nha các chị. Học của Hị Sĩ đó. Cái đó quang của Hị Sĩ đẹp lắm. Đẹp quá à. Mã trai giùm em 30. Trai 30k, ai lên đơn chốt vậy em mã trai 30. Đó, trai 30 dùm cho em ốc luôn. Chuỗi trai đen kìa em ơi, chuỗi trai đen nữa nào trời. Chú thấy được luôn á tình yêu ơi, chuỗi trai đen nữa nào vậy? Chốt hiền thái. Cũng mua lại dây trai này nè.
Trai 40 đồng hồ. Đồng hồ 40 ngàn nữa đó. Trời ơi nè, cái vòng này cắm hạch ni 58 nè. Ôi, cắm hạch ni 58 nha, vòng này 850. Sò 120 gốc mai hắc sơn. Ừ, thăm mắt đó. Ủa còn nữa hả? Cắm hạch này ni 58, vòng này đẹp nè. Vòng này giống như cái vòng của em đang đeo nè. Vòng này giống như cái vòng em đang đeo nè các chị. Ni 58. Ôi vòng này đẹp ghê luôn trời. Đồng hồ 40 chốt hồ xa. Vòng này quá đẹp luôn á nha các chị. Vòng cắm hạch giùm em luôn. Trời ơi, sợi dây chuyền luôn. Dây chuyền này nha các chị, tặng. Đó, tặng giùm em nha các chị, tặng giùm em nha. Có chốt cho chị không? Ủa, nhân viên em đang từ từ chốt tới đó các chị yêu ơi. Rồi, lô mặt dây chuyền sòn nè các chị yêu ơi, mã bạch kim giùm em luôn đi là 150. Bạch kim 150 tặng là cái sợi dây trắng trắng các chị. Tặng chú Nguyễn Thị Thắm. 250. Đây mã sòn giùm em luôn 150. Sòn này đẹp lắm nè các chị, sòn 150 giùm em. Xin cho các chị ơi. Sòn 150.000 giùm em nha các chị. Sòn 150. Sòn 150 giùm em ốc nha. Rồi một cái sợi dây này luôn nè các chị. Dây này em tặng nhớ chứ. Dây vàng tặng luôn, chị lấy ni 58 luôn, 850 mà. 850 nè chị. Rồi luôn, tặng luôn. Tặng luôn. Trời ơi, cái cục sắp hôm của Mỹ nè. Cục sắp hôm nha, cục sắp hôm này nó vừa là sắp hôm vừa là cái đèn luôn nha các chị. 49.000 Mỹ, 49.000. Mỹ 49.000 giùm em. Tặng Nguyễn Lê Mai Phương. Mỹ 49.000, Mỹ 49.000 giùm em. Cái cục này im lắm luôn nha các chị. Xài gần cả 4 năm tháng trời nó mới hết nha các chị nè. Nguyên cục này nó vừa xong phơi nhà xong đất cho mình luôn này, tặng nè chị. Mặt 150 kìa. Mặt 150 chốt Ngọc Bích. Mặt 150 chốt Lương Hà Mỹ. Tổng hợp 850. Cái gì vậy biết 850 á chị. Mascara. Rồi sao? Bán, nấu thì bán thì sao? Rồi lên đơn giờ em mã Mỹ 49.000. Cái nến này thơm lắm nha các chị. Trời ơi cái này là he 300 mấy chục ngàn một cục luôn. Đó, lên đơn giờ em mã 49 luôn. Gót vô kẹn khóa bán 49.000 một cục. 49 luôn nè. Nến thơm của Mỹ nha các chị. Đó thơm thơm nhẹ nhẹ. Mèo hàng tài 99.000. Mèo hàng tài nó quắc. Rồi 99.000 giùm em. Lên đơn chốt về mã 99.000 nha chị. 99.000 giùm em luôn nè. Trời ơi có chiếc nhẫn vàng luôn các chế yêu ơi. Ni của nó là ni 23 nha các chị. Ni 23 luôn nè. Rồi mã nhẫn giùm em 100.000. Nhẫn 100.000. Ok nón chốt cho chị Anh Kiều luôn nè. Nón này rẻ quá ốc ơi. Dạ bởi vì tôi nói nghe chốt tặng mà có 49.000 thôi à. Trời ơi vừa đốt nó thơm lắm nha các chị. Rồi luôn nè, mascara của Nhật nè, xịn sò chưa? Đâu cái này em gỡ ra rồi đâu. Mascara. Rồi luôn. Nó gỡ ra rồi đâu. Rồi một cái mascara này đẹp nè các chị.
Rồi cái mascara này 65.000. Chắc cái cây cuối cùng nó dính nó quá. Sao mà mở cái gì sao mà biết? Không vậy mà. Cái trong bọc nó vậy mà. Không chút cái cây người ta ra. Ồ vậy chứ không phải ông gỡ cái lỏng háo cái bọc ra hả? Tôi dặn ngay rồi, nãy giờ bà cũng dặn rồi. Ờ. Gặm nhau quá, tôi chưa có tháo ra đâu ơi. Chưa tháo xong mở ra được. Tôi dặn rồi, tôi dặn là nước ngang luôn nãy cô. Ừ. Không sao đâu. Tôi dặn ra đây. Nãy giờ cũng cũng nó làm như xét bọc cái gì vậy đó. Chưa xé. Ai vậy mà sức mạnh siêu thường thì nó bọc luôn. Ừ. Rồi luôn cây mascara luôn các chị yêu ơi, cái mascara này đẹp nè. Đó, chuốt dài mì lắm luôn nha. Đó, các cục vàng nên lấy đó chị. Trời ơi, công nhận cái chú ơi. Đó, nhịn đầu chuốt của nó là đã ghê không. Quá chừng đẹp luôn rồi các chị ơi. Lên đơn giùm em mã Nhật giùm em luôn, 69.000. Ồ, Nhật 65.000. 65.000 giùm em nha các chị, 65k. Em còn nhận kim cương nha chị, không lo. 65.000 giùm em nha các chị. Rồi đây nè, một cái bông bằng bạc Italy luôn được các chế yêu, đeo không đen, không diễn, không ngứa luôn. Mã bạc 100.000. Mã bạc 100.000 giùm em nha. Rồi bạc 100. Bạc 100 luôn. Đây có một chiếc nhẫn vàng luôn nè. Đẹp quá chừng luôn nè các chị ơi. Cái mascara này đã lắm nha các chị. Này 17 luôn nè các chế. Ai chốt dùm che móc thôi là giá 40. 49.000 là cái nến đó chị ơi. Đó, công nhận cái mạng ghét ghê luôn. Đó, rồi mã trai dùm che móc 20. Trai 20 cho em nha các chị. Trai 20 lên nhẫn, lên bông, lên nhẫn, lên bông xinh xắn nha dùm em nha chị. Rồi luôn, kim của nó là 4 ly gử luôn nè các chế. Một đôi bông sòn luôn nè các chị ơi, 4 ly gử nha. Đây, đôi bông đu đích dặn luôn nè các chị, 4 ly, 5 ly tư chứ. Đó, ai lên đơn chốt dùm che móc luôn đây là giá 800. Bông xanh cổ dịch nha các chị, 800k. Đôi bông quá đẹp luôn rồi các chị ơi, 800. Ai chốt dùm em mã 800 nha các chị. 800k dùm che móc luôn. 65.000 các chị ơi, 65.000 dùm em nha các chị. Mascara 65.000. Bán lời có 5.000 bạc à chế ơi, khỏi đừng có để 45.000 dùm em, trai tặng nha. Trai tặng luôn nha các chị. Rồi luôn nè. Đó, đá tặng. Trời 49 nữa. Nhắn lộn 49 là cái gì? 49 là nến đó nha chị. Còn mascara là 65 đó, chị lấy gì chị nhắn lại giùm em đi. Trai tặng chốt Trần Thị Trung Hậu. Hàng bên em đã xi bạch kim hết rồi nha chị Đức Aero ơi. Không có nào mà không có xi bạch kim hết trơn á chị. Tất cả đều đã xi hết rồi. Mascara chốt Trần Cẩm Nhung. Đây lên đơn giùm em mã bạch kim 100.000. Cái dây lắc quá đẹp rồi các chị ơi, bạch kim 100 nha. Trời ơi trời, sợi dây lắc này đẹp quá chừng đẹp luôn, bạch kim 100.000. Đó, lắc tay này xinh cho các chị, quá đẹp luôn rồi, bạch kim 100. Ai lên đơn chốt giùm em mã bạch kim 100.000, bao đẹp cho mấy chế luôn, mascara 65.000 che móc nè. Cái này em bao mấy chị nha, vừa dưỡng mi vừa dài mi mà chuốt mi cho mình đó nha các chị. À, rồi chế nào lên đơn như nhắn che móc luôn. Chai tặng là cái dòng chai đó chị. 800 chốt. Rồi luôn, một đôi bông sòn Italy luôn nè, 170. Bạc Italy nha các chị.
Đó, đầu bông này bằng bạc ý nè, đeo không đen luôn, 170. Ai lên đơn chốt giùm em ăn 170 đầu bông bạc này. 170 giùm em, bạch kim 100. Rồi, một đôi bông sào này luôn, đeo không có đen chứ. Lên đơn giùm em mã bạc kim 140. Hộp sọn của hiệu sĩ, bao đẹp chơi chế luôn. Đây đẹp quá nha. 140 chốt không lo. Bạch kim 140 bao đẹp chó chế luôn nè. Bạch kim 140. Đeo không đen không dưỡng không ngó. 140k giùm em luôn, bạch kim 140. Đó, bạch kim 140 giùm em nha các chị yêu. Trời ơi, có con sợi dây này luôn nè các chế. Dây bào ngư quá đẹp luôn. Đó, dây bào ngư nha các chị, mã dây giùm em luôn, đây là 40. Dây 40k. Chị Hai ơi, bữa hổm em điện cho chị á, con của chị nói á, chồng chị với chồng chị với chồng chị nhắm tay đi đâu mất tiêu rồi, không biết đường nữa. Nó kiếm chị với chồng chị hoài luôn, không chả không biết ở đâu luôn. Hai chồng đi đâu rồi trời, bỏ nhỏ nhà bà. Đi khách sạn hay gì á. Bữa hổm em điện gặp con chị á, rồi con chị nó nói á là chị với chồng chị á nắm tay hai người đi đâu rồi. Nó kiếm hoài không thấy. Rồi giờ về chưa chị? Đi đâu vậy? Hai chồng đi đâu à? Hả? Hai chồng đi đâu mà để điện thoại nhà chạy. Rồi luôn sao? Đó, hàng em lên mã dạng đơn rồi là đi rồi nha chị. Còn chưa lên mã dạng đơn rồi là chưa đi đơn. Không biết bà hai chồng đang làm gì mà tự nhiên đưa điện thoại cho con nghe kỳ cục tại. Rồi lên đơn giùm cho em móc mã sòn khoái quốc chu khoái cừ nha. Đừng nghĩ bậy nha. Đó, rồi mã sòn giùm em 100.000. Sòn 100 chiếc nhẫn này luôn. Sòn 100 nha các chị. Ai chốt lên đơn giùm em mã sòn 100. Rồi. Rồi bữa nay có nào có đi đâu nữa không? Nay có đi đâu nữa không chị ơi? Đi 16, 17 đeo vườn. Ngày mai em điện cái con chị điện nghe máy nữa à. Đó, chiếc nhẫn này luôn nè các chị ơi, cho em hôm qua của chị đi vào. Rồi chưa nha, chắc chưa á chị. Lên đơn dạ, lên mã đơn rồi mới đi đơn rồi nha. Rồi con chiếc nhẫn sòn này luôn nè các chị. Đó, mã sòn 90 luôn. Bằng ốc hỏi ai nhân viên. Như vậy là có vấn đề về con. À vậy đó ha. Trời ơi, lộn được chiếc nhẫn hiệu luôn nè các chị. Nhẫn này 70. Nhẫn 70 đi 16 theo vườn nha các chị. 70. 70k dùm em. 70k nha. Trời ơi, một đôi bông sòn 4 ly rưỡi luôn nè. Đó, bông sòn này 690. Đây, một đôi bông sòn luôn nè các chị ơi. Sòn của nó là sòn Nhật nha các chị ơi, đẹp quá à. Lên đơn chốt dùm cho móc luôn 690.000. Rồi lưu đích dặn nha các chị, quá đẹp luôn à. Quá đẹp luôn, lên đơn chốt dùm cho móc luôn 690. Tơ bông sòn 690 nha các chị. 690k. 690 cho móc luôn. Đây cái vòng này đi 54 nè các chị. Vòng cẩm nha các chị, mã cẩm giùm em luôn đi là giá 800. Cẩm 800 nha. Trời ơi, sợi dây trai luôn các chế yêu ơi. Dây trai này 18k luôn nè các chị. Sợi dây trai này 99.000 giùm em. 99.000. Chị nào có lên đơn chốt giùm em mã 99.000 dây trai thật nha mấy chế.
Nó đính một cái viên ngọc trai thật ở chỗ này nè. Vàng 18k luôn. Vàng 18k luôn. Mã 99.000 giùm em. 99.000 giùm em nha các chị. 99k. Ai lên đơn chốt chị mã 99k. Đây một đôi bông sòn 4 ly rưỡi nè các chị. Ai lên đơn chốt chị mã 680k nha. Sòn 4 ly rưỡi luôn. 680. Đúc bạch kim dày luôn nha các chị. 680, ai lên đơn chốt về mã 680 đôi bông xanh cấu dịch nè các chị, hàng đúc bạch kim. Bao đẹp luôn. Đeo không có đen, đụng nước thoải mái luôn nha các chị. Rồi lên đơn giùm cho móc luôn, 680.000. 680.000 một đôi bông xanh Nhật luôn, quá đẹp luôn rồi, 680 nha. Rồi có cây kính đòi mồi luôn nè các chế. À, chốt lại cho chị. Em chốt lại cho chị nghe máy giùm em nha chị. Đó, rồi 680. 680 nha. À, không, 690 là bông trước, chỗ này là 680. Trời ơi, một đôi bông đúc bạch kim vậy nè. Em chốt tặng cho chị luôn, quá đẹp đôi bông này nè các chị ơi, 1.1 triệu. Dạ. Gót đóng teo luôn. Cái vòng nó đi 58 nha chị yêu ơi. Cái vòng của chị chốt là đi 58 nha Kim Sứ Nguyễn. Đi chơi. Rồi luôn, học sọn của nó là 7 ly 2 nè các chị. Ồ, đúc bạch kim vậy các chế chốt tặng luôn nè. Chốt tặng cho chế luôn. À, ai lên đơn giùm em luôn các chế yêu ơi, cưng quá. Lanh lắm nha các chị. Mã sòn giùm em luôn đi lại giá 1.1 triệu. Đây luôn một cái này. Trời ơi sợi dây bạc này em tặng luôn đi. Hai dây luôn nè, em có hai dây nha em tặng nha các chị. Chốt lên đơn giùm em mã tặng luôn. Đây một cái nón xịn luôn nè các chị, nón này 100.000. Em ơi em đo nha chị yêu ơi. Này nè em để vô trong thùng mà. Thùng là bán hẹ nha chị yêu ơi. Nó cao hơn cái gì nè chị, vừa đeo cho mình thôi à. Vừa đeo cho phụ nữ á. Còn nón xịn luôn nè, nón 100.000. Nón 100.000 nha các chị, nón 100.000 giùm em luôn. Đây nón 100. Nón 100 xịn sò luôn, nón 100. Đây cây kính dẻo cho bé luôn nè các chị, 50. Cây kính dẻo này cho bé 50 nha các chị. Ai chốt lên đơn giùm em mã 50. 50k. Lên đơn giùm em mã 50 nha các chị. Hồi ô sợi dây ngọc này đẹp quá. Xịn đẹp, xịn đẹp luôn. Đây có một cái vòng tung hoa liên luôn. Đẹp ghê chưa các chế yêu ơi. Rồi em chốt lên đơn giùm che móc luôn đi là ha. Quá đã rồi 200. 200k, 200k giùm em nha các chị. 200, 200 luôn. Đó rồi có con mèo luôn. Xịn đẹp nha, con mèo Nhật 99.000. Nguyễn Ngọc Duyên lên số điện thoại giùm em. Mèo Nhật 99.000, vòng 200 là tourmaline đó chị. Mã tặng. Chốt chiếc nhẫn. Chị gửi đồ về chưa chị ơi? Cậu mấy ví dụ như gì nè. Chị chốt đây rồi về chị nữa các kia em thu về thì em chuyển khoản cho chị. Em thu về em hàng chuyển khoản cho chị.
Rồi lên đơn giùm em mã bạch kim giùm em chăm. Bạch kim 100 ngàn nha chị. Bạch kim 100 luôn nè. Má ơi mặt dây chuyền sòn luôn nè. Cái chế yêu. Đó form dáng vuông sang đẹp quá à. Các chế yêu ơi. Lên đơn chốt giùm em mã bạch kim 100 ngàn. Ừ. Đẹp lắm nha. Bạch kim 100. Ơi mà mắc mớ gì mấy bà không lên giá nha trời. Kỳ vậy trời. Xong kèm giá vô giùm em vậy. Tới ngày mơ mấy chị hay khiếu mại về giá em đau đầu lắm. Sao kỳ vậy. Vô Mỹ thì kiểm tra đơn gì cho nè. Trời ơi trời, phải nó kêu một cái luôn, đẹp ta nội ơi. Mặt dây chuyền xỉu xỉu luôn nè các chị. Mặt dây chuyền này là giá 20. Tưởng kêu không chứ. Ai nhà không có kêu luôn. 20, 20 dùm em luôn. 20k. Trời ơi, một đôi bông vàng 18k nè các chị. Ôi, đôi bông vàng 18k. Lụm cho em cái tật luôn. Rồi, mã không đen dùm em luôn. 120. Không đen 120. Không đen 120 nha chị. Cứ số điện thoại cho chị Duyên, chị điện, chị Dung có điện cho chị Hai cái coi gặp con hay là gặp chị gì. Chị Hai ơi, chị Hai nghe điện thoại giùm em nha, đừng để cho nít nghe điện thoại nữa nha chị. Không đen 120. Chim sẻ gọi đại bàn chị Hai nha. Đừng để cho nít nữa. Đã có hai vợ chồng nắm tay đi đâu thì em có điện thoại theo luôn. Lỡ có đang làm này kia kia nọ này kia rồi đó, các kiểu này kia rồi đó thì nhắn cho ốc đi, nó chị đang bận công chuyện ốc ơi, chút xíu điện lại nha. Ủa sao thấy em thấy chút nhất trong mà ta thấm thôn Nguyễn Thị nè, Nguyễn Ngọc Duyên nè, chưa. Hai chục ngàn. Rồi một đôi bông bạc ý nè các chị ơi, 81 sòn nha. Mã sòn giùm em 100 ngàn. Mã sòn 100. Mã sòn 100, sòn 100 giùm che mắt luôn. Nguyễn Ti Ti, chim sẻ gọi đại bàng Nguyễn Ti Ti, lên số điện thoại. Lên số điện thoại cục vàng ơi. Ai tăng tình, ai tăng tình tính tăng. Sòn 100. Bạc Italy luôn. Thồ một đôi bông đẹp quá. Đôi bông sòn 9 ly dùm che móc 160. Bông sòn này sòn của hệ sĩ các chị ơi. Bởi vì nó chiếu, còn sao nó chiếu gì vậy đó. Sòn 100 em hết, em luôn số của chị nha Nguyễn Ti Ti. Sòn của hệ sĩ luôn nè, sòn 150. Chốt dùm em 150, 150. Nghe không? Rồi luôn rồi đó. Rồi đó. 150 chốt Trần Thị Trung Hậu. Điện lại cái nữa rồi. Phòng 150 chốt Nguyễn Ti Ti. Rồi luôn, đẹp xỉu luôn. Ít nhất tôi bán 16 rồi ta. Đó, 150. 150 chốt Nguyễn Thị Hồng. Rồi, đúng rồi, 150 lộn giá mẹ luôn. Bà Nguyễn Hà nó vô ám thôi quà ta. Không nghe phải không? Nghe chặn luôn nè. Cho số khác là kêu anh lên rồi em ơi. Rồi vàng luôn rồi các chị ơi. Vàng 18k nha. Mã vàng giùm em 120. Vàng 120.000 nha. 150 chốt rồi. Vàng 120. Vàng 120 bao đẹp luôn. Vàng 120 không đen không dưỡng không ngứa nha.
Đó, vàng tây của Nhật luôn. Cái một cái đó là lá bùa hộ mệnh, bình an vô sự đó các chị ơi. Thấy sợ dây chuyện gì chứ, con 120 ngàn nha. Nhưng mà nó là một cái lá bùa bình an cho mình nha các chị. Rồi luôn, một cái sợi dây lá này tặng. Tặng giùm che móc luôn, tặng sợ 150 chốt đi. Rồi mã xanh giùm em 120. Xanh nha, bằng bạc hái nha các chị, xanh 120. Chốt giùm em mã xanh 120 luôn. Rồi có một cây kẹp hàng hiệu luôn 70. Kẹp này xịn lắm nha các chị, 70. Dây trắng nhỏ. Ừ. 70k giùm em luôn. 70k nha các chị yêu ơi. Trời ơi. Em bơi. Ôi, sợi dây chuyền đẹp quá. Trời ơi, sợi chuyền vàng nè các chị. Mã vàng giùm em 20 luôn. Vàng 20, vàng 20. Vàng 120 là gì chàng? 120 chốt bùa thị kim liên. Ôi mà hết rồi, lộn được đôi bông sòn. Nó kèm theo cái giấy kiểm định luôn nè. Rồi đôi bông sòn qua cúc nha các chị. Bông sòn này em chốt chị 600. Bông sòn 600 luôn, đôi đích dặn các chị ơi, cháu 600 cho em nha. Đó, 600k nha bà con cô bác ơi. Quý vị ơi, 600. 600, con mấy gì ra tờ ra mà con mấy. Thơm quá, bông cúc luôn. Trời ơi, cái đầu ông nó mấy triệu bạc nha. Trời ơi, thơm mấy triệu ơi, nút qua nha. Thơm 99 ngàn. Thơm 99 ngàn dùm cho bác nha các chị. Thơm 99 ngàn, siêu thơm luôn. Đây nè ha, hàng xịn của người ta nha các chị, hàng Âu nha. Đây, để em chép cho mấy chị cao luôn nè. Trời ơi, cái chai này khách thủy của em mua nè các chị ơi. Về nhà các chị bán 150 cho em cũng được nữa. Tại vì cái giá gốc của nó là tới 390 ngàn lận nha. Nó thơm tao nói nghe, 800 năm vẫn còn thơm. Thơm 99 dùm che móc luôn. Về nhà bán 150 che móc, khách sĩ bán 150 không. Đó, thơm 99 luôn các chị. Ok, chú chị Kiều Thu nè. Đó, thơm 99 luôn. Chai nước qua này thơm lắm móc ơi. Dạ, bởi vì em mới bao hàng cho chị luôn á. Hàng của Italy nha mấy chị. Nó nguyên chai nguyên xì xì luôn nè, thơm. Ok, 99 chú chị Anh Đào nè. Nó kiều mộng luôn. Ok, chú chị Tuần Hoàng nha. 99.600 là bông hoa cúc đó. Trời ơi. Ủa, này không có gì đấy chứ nữa. Rồi. Trần Ngọc luôn. Mười Ngọc. Mười Ngọc sang. Rồi luôn, kim chỉ vàng của Nhật luôn, 49 ngàn bằng vàng. 99 nha Nguyễn Ti Ti. Rồi luôn bạch. Ok chị luôn nè, bạch Yến Dung luôn nè. Đó, lo đơn dùm cho móc 49 ngàn. 49 ngàn kim chỉ vàng của Nhật luôn. 49 ngàn. Đó, đựng kim mua 150 nha các chị khách. Rồi có chị khách bán mua 150 mấy chứ. Em bán có 49 ngàn bạc đầy cho không mua. Rồi luôn cái này luôn nè các chị, mã lạ tặng. Lạ tặng dùm em. Lạ tặng nha. Con mấy gì ra cơ ra mà con mấy vô. C. Đó, sợi dây trai luôn cả nhà ơi. Mã trai dùm em 40. Trai 40 dùm em. Trai 40k luôn nè. Wow, có chiếc nhẫn sòn này 6.3 luôn nè. Các chị, chiếc nhẫn này 1.1 triệu. Nhẫn sòn cho nam 1.1 triệu. Vô liền, cái tập liền các chị ơi. Quẹo lựa nha, 1.1 triệu. 1.1 triệu cho em móc luôn. Thôi, chiếc nhẫn này đẹp quá trần luôn. Nó full hộp luôn nè các chị. 1.1 triệu. 1.1 triệu dùm che móc nha, đút bịch kim dày luôn nè các chế. 6.3. Dưỡng mi đi, ốc giới thiệu dưỡng mi đi. Rồi 1.1 triệu C. 1.1 triệu. Dưỡng mi luôn. 1.1 triệu. Đó, 1.1 triệu luôn. Trời ơi, lộn được sợi dây bạch kim. Ô, nó đẹp nè chàng. Rồi mã bạch kim dùm em 160. À, hồi ô cái gì đất nè các chị ơi, 160. Đi đâu mà dội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng lại đây. Dừng chân đứng lại nơi đây mua được một sợi dây này luôn, 160 ngàn. Em tới 12 giờ lận chị. Cọc giùm em liền giùm em.
Đó, cọc đèn đi chị, qua cho em vững tâm nha các chị. Đó, đây lên đơn chốt giùm cho móc luôn các chế. Rồi 160 đeo hoài, đeo mãi, đeo hoài, đeo mãi luôn. 160 cho kiếm ngày nay bị mờ rồi. Kiếm ngày nay bị mờ rồi nè. Ồ, hình như cái kiếm này kiếm cũ á Vũ ơi. Đúng rồi. Cái đó là lắc cái khoai dây nha chị Lan Nguyễn. Trang Mai kìa, đợi hàng hoài không thấy giao gì hết kìa. Rồi luôn, dây đỏ này tặng. Dây này tặng nha các chị, dây tặng giùm em luôn. Trời ơi, sợi dây đá lưu ly nè các chị ơi. Cái này là dây đá này niệm Phật nha các chế. Ai lên đơn giùm em mã đá 20. Đá 20k luôn. Đây luôn, một con của Mỹ nè các chị ơi. Sổ 850 còn. Đây của Mỹ nè các chị, đồ cổ đồ xưa nha. Cái này là niên đại của nó là năm 1997 luôn á nha chị, của Mỹ luôn nè. Vân da thiệt. Mã Mỹ giùm em 150 chứ. Cái này bằng da thiệt nha các chị, da thiệt luôn. Mỗi mẫu có một cái một à. Kiếm cái mới hai cũng da luôn. Đó, lên đơn chốt giùm em mã Mỹ 150. Mỹ 150, con chim này là con chim đại bàng tung cánh nha các chị, con chim đen luôn. Nó màu đen đẹp quá à. Đó. Chim tung bay hót gian trồng bình minh. Đây luôn nè, con chim mấy chị ơi, con chim bằng da thiệt luôn ấy á chị. Quá đã luôn rồi các chị ơi. Nồi 150 giùm em đi các chị, lên đơn 150. 150, 150 luôn, quá đã. Xài ha, 1000 năm không có hư luôn. Mà cái này là của người ta da nguyên bản nha các chị. Đó, da nguyên bản luôn, cái bản da đẹp quá. Rồi chốt giùm che móc luôn 150. Chốt 150, chốt 150 giùm em. 150. Rồi một cái viên di luôn nè các chị. Di giùm em 200. Viên di 200 luôn nha các chị, 200. Đó, các chị mà mua tụi nó mua ha. Đi qua tới bên Nhật mình mới mua mấy trăm ngàn luôn nha chứ. Rồi con chiếc nhẫn hộ phách 150 nha. Nhẫn này hộ phách amber luôn, đeo trừ tà khử độc tốt lắm luôn nè các chị. Rồi 150. Đó, hộ phách 150 luôn. Đây giá dây đá san hô đỏ nha. Đá san hô đỏ 50. Đỏ 50k, đỏ 50k. Em có một cái mặt dây chuyền 6 đi 3 nè các chế. Chốt giùm em mã 1 triệu mốt. Sở tắm chốt xương ly. Ừ. Quý 150 chốt nha Hoàng. Hết luôn, hết pin luôn. Quý 150 luôn. Rồi cái này của Pháp nè các chị ơi. Một cái ví đứng của Pháp nha, Pháp 150. Pháp 150 giùm em. Nè, Mỹ 150 nè. Hộ phách 150 chốt Nguyễn Ti Ti. Mỹ 150. 150 chốt Nana. Ừ. Rồi một cái ví của Pháp luôn. Pháp xịn nha. Pháp 150. Đẹp quá. Pháp 150 đây, Ruby sao nè, xanh nè các chị. Đây 1.1 triệu nha các chị, sòn xanh. Mặt dây chuyền sòn xanh cổ dịch luôn nè các chị, 1.1 triệu. Ai chốt lên đơn giùm em mã 1.1 triệu nha các chế. Vũ Thị Tươi lên số điện thoại giùm em. Đây 1.1 triệu nha. Một triệu mốt, 1.1 triệu luôn. Rồi cái ví của Pháp 150 luôn nè. Ví đẹp quá. Đẹp ha. Đó, năm 1968 nha các chị. Đây, có niên đại luôn nè. Từ
còn chi lên số điện thoại chị ơi. Rồi luôn cái ví da quá đẹp rồi. Ví da. Da giùm em luôn nè. Ôi có một đậu bông nha các trái. Đậu bông sòn này của Italy luôn nè các chị. Mã sòn 100.000. Ví pháp nè, 150. 100.000. 150.000 nha. Rồi luôn, cái này là của Italy luôn. Đẹp ghê chưa các chị. Rồi mã da giùm em 100.000. Nguyễn Ngọc Nhã Phương. 150 chốt Nguyễn Ngọc Nhã Phương. Rồi một cái nâu đỏ nè các chị ơi, nâu đỏ nha, bằng da thiệt luôn. Nâu đỏ 150. Nâu đỏ luôn. Đó, cái ví này luôn nha các chị. Cái ví này là năm 1987 nha các chị. Đó, lót da ở trong luôn. Cái này lót da ở trong luôn nha các chị. Bông sòn 100 là cái gì ta ơi. Em còn có vài cái nữa, mỗi mẫu có một cái một mà hết trơn hàng nha. Chốt ví thứ hai rồi, chốt chị rồi. Nè, ngang hay là cái gì đỏ này đẹp nè. Sòn 100 em hết. Đó đẹp luôn rồi. Mỗi mẫu có một cái một nha các chị. Dền da cái chất da của nó nè. Xà siêu bền luôn. Ai lên đơn chút vậy mở da. Da luôn nè. Rồi luôn 5 cây 30 ngàn. Bàn chải của Nhật luôn 5 cây 30 ngàn. Em còn có 3 set nữa em xả luôn nè các chị. Chứ cái này là 32.000 cây rồi nha các chị, 5 cây 30 luôn. Em chốt cho chị Nguyễn Ti Ti gọi mà. 7 ly 2 triệu mốt. Em chốt cho chị gọi mà, bàn chải Nhật luôn, 5 cây 30 ngàn. Em còn 1, 2, 3 set em xả luôn á, bán 3, 30 ngàn thôi nè. Một cây của nó là hết 32.000 rồi. Sao ví chị về không thấy khắc chữ bên trong. Cái đó em đâu biết đâu chị. Nói chung là ví đó là ví dụ như có mỗi người có ngưỡng người, ai muốn khắc thì khắc, còn ai mà không muốn khắc thì thôi à. Cái đó là người do người chủ người ta xài á chị. Còn em đâu có biết đâu. 30 chốt Nguyễn Ngọc Duyên, 30 chốt Trần Cẩm Nhung, 30 chốt Nguyễn Ti Ti. Trời ơi, một cây kính trắng nè các chị ơi. Thụ công nhận thiệt chứ cái gọng đó nè. Rồi kính giùm em luôn đi là 150. Kính 150, kính gương phẳng nha các chị. Kính 150, chứ còn hình như quán hùng. Bàn chải chốt Lê Diễm. Rõ nha chị, rõ nha. Đây em có một cái chiếc nhẫn kết xanh nha các chế. Kết xanh này quá đẹp luôn rồi. Kết xanh đúc bạch kim dày nha. Kết này 1.700.000. Kết xanh 1.700.000 giùm em luôn. Đó. Chị mua của em. Dạ chị mua của em nhưng mà em biết rồi. Nhưng mà tại vì là cái này là hàng si. Ví dụ như cái người ngoài ngoài người ta xài, có người ta khắc, có người ta không khắc. Ví đỏ nè. Ví đỏ chốt Nguyễn Ly Ly. Có người khác, có người không khác. Mà thường là em thấy là đa số có khác mà. Có người khác, cái đó là do cái người xài á. Có người ta khác, có người ta không khác thôi chị. Cái loại á, phải như em sản xuất cái này ra, chị hỏi em cứ trả lời được. Còn em đâu có phải sản xuất đâu.
1,7 triệu. Đó, 1,7 triệu dùm che móc luôn. Giờ nó xanh đẹp chút rồi cái gì trời. Cái chế ơi, đừng có nhắn ngoài lời nha. Vậy là em hơi bị quấn não nha. Nhấn ngoài lời em đọc không có đường đọc luôn á. Đó, nhẫn xanh dùm che móc luôn. Rồi luôn một cái đồng hồ da 260. Da 260 như các chị, da 260 che móc luôn nè. Đây luôn nè, một cái cáo sòn như các chế yêu ơi. Mã sòn dùm em 120. Sòn 120 dùm che móc luôn. Ừ. Rồi một cái này luôn nè các chị, mã gỗ, gỗ huyết long nha các chế, gỗ giùm em 50. Gỗ 50. Trời ơi lụm được có sợi dây dịch da luôn. Đẹp chưa? 70. Ờ có khắc xịn nha. 70k cho em sợi dây dịch này luôn, 70. Lên đơn giùm em mã 70 giùm em nha các chị, 70. Đồng hồ 206 chú Nguyễn Ti Ti. Gõ cái này ra giùm em kìa. 70k. Đó, rồi đẹp ghê chưa các chị ơi. Coi vô coi coi chuyển khoản coi có cọc nhận được không. 70 chốt Nguyễn Ngọc Duyên. Rồi luôn, cây kính 100.000. Chốt nha Quỳnh Trung. Kính 100, kính 100 nha các chị. Màn hình gửi cho em đi chị. Nguyễn Ti Ti chuyển khoản cọc giùm em chị ơi. Chim sẻ gọi đại bà Nguyễn Ti Ti vô cọc chuyển khoản giùm em nha. Rồi chốt tiếp nữa nha chị ơi. Chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng. 69.000 giùm che móc luôn. Bàn chải nhật nha, bàn chải này xịn đúng nha chị. 8 cây 69.000 luôn. Cái này 150 luôn nha các chị. Kìa tịnh đổ kìa. Ai làm đây không vừa cho anh ta. 70 chốt. Ồ đẹp ghê cho các chị ơi. Đây mã nhật giùm em. 69.000 8 cây. 69.000 8 cây, 69.000 8 cây nha các chị. Nó có một cái hộp đựng luôn, rất là dễ thương. 69.000 8 cây luôn. Trời ơi lụm được cái nhịt luôn. Mã lụm 60. Dây nạch da luôn nha các chị, da xịn luôn nè. Đó, lụm 60. Lụm sợi dây nạch 60 luôn. Ai chốt lên đơn giờ em mã lụm 60. Bàn chải 69 chốt Nguyễn Ngọc Duyên. Thanh Diễm không có số điện thoại, chim sẻ gọi đại bàng Thanh Diễm lên số điện thoại nha. Thanh Diễm nghe gõ trả lời, lên số điện thoại giùm em. Rồi mã trai tặng. 69 chốt Hồ Bên Ngọc. Chim sẻ gọi đại bàng này chưa có cho số điện thoại thì nên cho số điện thoại giùm em. Lẫm 60 chốt Nguyễn Ti Ti. Trời ơi, con cá chiên xe chụt 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 cây son, cây son cá chế yêu ơi. Đó, cây son nhật nhưng cá chế mã nhật 69.000. Nhật 69.000, nhật 69.000 nha. Đây cây son nhật này đẹp quá. Nhật 69k. Đó, nhật 69k giùm em. Đây nhật 69. Nhật 69. Trời ơi có một cái này luôn nè. Quá đẹp luôn, đẹp 99.000. Có mã code luôn nè các chị. Có mã code luôn, đẹp 99.000. Đẹp 99.000, lụm được sợi dây chỉnh được này luôn. Đẹp 99k. Sáu mươi là gì trời. Rồi luôn, có sợi dây lưu này luôn nè. Dây lưu 150. Dây lưu 150 luôn. Trời ơi, xong nhật giùm em luôn nè. Anh này rồi sao chính chú chị đổ thị nha. Đây em khu ra nguyên một kiện luôn nè các chị. Cái màu sau này kem lì mịn mít luôn nha các chị. Rồi lên đơn giùm em nhật 69.000. Ok chú chị Phú Quốc luôn nè. Cây này của nó qua tới bên Nhật mua là 290.000 một cây. 290 luôn nha các chị. Rồi em chốt tặng cho chị luôn. Quá đẹp luôn rồi các chị ơi. Xong dùm che móc nha các chị ơi. 69.000.
Son 69, son 69 nha các chị. Đó, à, chốt lên đơn giùm em mã son 69 nha. Rồi hôm qua tới giờ bán hết. Này mãi mới vậy. Giờ nó nhìn nó nhìn áp lực thực sự luôn. Là trời. À, có mấy áp lực thật sự luôn á. Giữ nguyên mình còn cây nào không? Rồi luôn dưỡng mi. Dưỡng mi của Mỹ nè, chốt tặng cho chị luôn. 120k 120 nha. Cái này là em bao mọc mi cho mới chế luôn nha. Dưỡng vừa dài. Vừa dài vừa đẹp mi cho mình luôn nha các chị. Đó, rồi luôn kẹp tặng, em tặng cho mỗi người cây kẹp á. Tặng chơi vậy đó. kẹp tặng luôn các chế yêu ơi, mọc mi của Mỹ nè, cái này bao mọc nhớ chế. Nó tho tầm khoảng chừng một tuần lễ thôi là mi của mình nó phúng 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 ra nhiều dữ lắm luôn. Đó, lên đơn giùm em mã mọc mi. Ok, mọc mi chú chị Tài Quỳnh. Đó, mọc mi nha các chị ơi, mọc mi 69.000. Cái này ai xài cũng khen, 10 người khen hết 10 luôn. Đẹp tặng lộ chi Nguyễn. Không, em không có lựa luôn nha. Tặng ngẫu nhiên mọc đi. Mọc mi chốt quốc chu. Đừng có lựa nữa nha, lựa là không có chơi nha. Đẹp tặng Huệ Trần. Trời ơi, trời có chiếc nhẫn sòn xanh luôn nè các chị ơi, 7.2 ly. Nhẫn này đẹp lắm nha các chị, 7.2 ly nha các chế. Trời ơi, sòn xanh 7.2 ly luôn, đúc bạch kim dày luôn nè các chị. Rồi đẹp lắm nha các chế yêu. Quá đẹp luôn à, 7.2 ly nè. Chốt giùm che móc luôn đi là giá 1.3 triệu. 1.3 triệu che móc nha các chị, 1.3 triệu che móc luôn, sòn 7.2 ly. Chiếc nhẫn cho nam mẹ si bạch kim dày lắm luôn rồi nha các chị, đẹp dữ lắm luôn nè. Đó, lên đơn chốt giùm che móc luôn đi là giá 1.2 triệu. Trời ơi, nhìn chiếc nhẫn nè. Đá đồng tiền không các chị? Rất là đáng đồng tiền nha, 1.2 triệu cho em. 1.2 triệu nha các chế yêu ơi, 1.2 triệu. Trời ơi, lụng luôn. Các chị đang đi máy báo ni giùm em, họ em chỉnh đi nha chế. Rồi, có 1 chiếc nhẫn vàng giùm em 100.000. Nhẫn vàng đi 13, 14 theo giờ luôn, 100. 100 nha, nhẫn nam đi số 20 luôn các chế. Trời trời, có 1 sợi dây này đẹp dữ vậy. Rồi đẹp 100.000 đi. Cái dây nịt này xịn luôn nè, bằng da thiệt luôn nè các chị. Còn thăm đất nha chị Bóc Chu. Da thiệt luôn. Lên đơn chốt giùm che móc luôn nè. Quá đã luôn rồi các chị ơi. Đẹp ra chưa? 120. Chị đeo đi máy thì báo cho bên em chị Ngô Bắc ơi. Bên em, tại vì mấy chị sai với em không có báo ni không? Bên em có thợ làm ni. Ví dụ như, ốc ơi, ngày mơ làm cho chị ni 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 gì đó. Thì bên em, thợ bên em nó sẽ làm ni cho các chị. Khỏi cần báo ni. Bởi vì em không có báo ni là như vậy. Rồi luôn nè, mã nhật 69.000 luôn. 69.000, 69.000 cho móc chốt đơn đi các chế yêu ơi. Khỏi chê luôn á nha các chị. Đó, đi mua một chi nha, 700-800.000 đây nè. Đây, chốt giùm cho móc luôn, 69.000.
Đây 69.000, 69.000 giùm em nha các chị. Quá em rồi. Dạ 1.2 nghe chị Quốc Chu. 69 luôn nè. Ok chú chị Anh Quỳnh nè. Đó, hoa trần nha, 69.000. Ok chú chị Lý Ngọc luôn nè, 69.000 giùm em. 69.000 khăn lao trang sức sáng hóa ốc ơi. Dạ cảm ơn tình yêu luôn nè. Đây cái khăn lao trang sức nha các chị. Đây luôn nè, mới nhận khăn lao trang sức nè, thấy sáng bóng quá luôn. Ghê thật. Đó, cái khăn này im lắm nha các chị, khăn này hằng kỳ luôn nè. Khăn này để chiên lao trang sức, lao kim cương, đá quý, hộp sọng gì cho em cũng được hết trơn luôn nè. Khăn lao sáng bóng lắm luôn nha. Khăn của Mỹ luôn cả nhà ơi. Khăn lao của Mỹ, khăn lao của Mỹ luôn nè. Đây giữa tay hàng của Mỹ nè các chị. Đó, một cái khăn này các chị xài có thể là 2-3 năm trời luôn các chị. 2-3 năm không có hề hớn gì hết trơn luôn. Rồi mã Mỹ giùm em 150. Đó, nói chung là tình yêu nào mà xài trang sức nè, tẩm hạch nè, đá quý nè, ngọc nè, hoặc là dòng đồng hồ gì cho em cũng được luôn. Nói chung là tất cả các đồ trang sức, chỉ cần dơ mà lấy cái khăn này ra mình chùi, khỏi cần gửi đi tiệm làm mới. Gửi lại tiệm làm mới tốn một lần 150-200 ngàn. Thay thế vừa mua cái khăn này nè, mình lau chùi nhẹ qua cái nó sáng chân liền. Khăn Mỹ. Đó, khăn Mỹ 150. Rồi khăn Mỹ 150 chúc chị Tú Quỳnh. Ok chúc chị Song Trâu luôn nè. Đó Mỹ 150. Ok chị chúc chị Anh Quốc luôn nè. 150k. Khăn chốt Nguyễn Ngọc Duyên. 150 dùm cho em móc luôn. Ai có khăn ai có trang sức nên có cái khăn hằng kỳ này nhé. Cảm ơn Quốc Chu luôn nha. Xài sáng rồi không? Quả gì em nói rồi, tin em đi. Nhiều khi anh hay thế gì em làm em ăn mấy chuyện 100.000 cũng được nữa. Nhưng mà thôi em gửi cho chị luôn á. Các chị về nhà tự lao đi, nó sáng chân à. Khăn 150 giùm em. Rồi có một đôi bông sòn. Bông sòn này của nó là 4 ly nha các chị, chốt giùm em mã 620. 620k cho em một bông bông bút bịch kim dày dặn sắc sảo này luôn, 620 nha các chị. Nè, là bông đu đích dặn luôn á các chị, 620 giùm em. 620k. Trời ơi, một cái vòng phỉ thôi, cái là vòng này tourmaline nha các chị, 150. Vòng tourmaline 150 luôn. Ai chốt lên đơn giùm em mã 150 nha. Rồi có một cái đồng cái áo ngọc trai nè các chị, mã áo giùm em 40. Áo 40k, áo 40 luôn. Đó, chai dầu chị khớp các chế yêu ơi. Khớp nhất mở xương khớp thì mình xài nên xài cho em cái loại này. Nó vừa giảm đau mà nó vừa giãn gân giãn cốt cho mình nữa nha các chị. Ok, chú chị Hơ Trần một cái khăn Mỹ luôn nè. Đây lên đơn chốt giùm cha móc luôn nè các chị. Đó, dầu của là dầu khớp giùm em. Dầu khớp 85.000. Rồi có một cái này luôn nè các chị. Cái lắc tay sòn luôn 100 cúc nè. Trời ơi, giác qua cúc giác đặc biệt nha. Rồi luôn lắc tay sòn này 3.2 triệu. 3.2 triệu, 3.2 triệu giùm chim ốc nha các chị. 3.2 triệu luôn. Cái lắc tay sòn giác đặc biệt. Chốt dùm cho móc luôn sòn 3.2 triệu. Ba triệu hai luôn. Trời ơi, sợi dây chuyền vàng non nè các chị, qua em được có 3 giây thôi nè, khui ra kiện ra được 3 giây. Ốc ơi, lấy cô cái giỏng về nằm đông đưa đi ốc. Cái giỏng Mỹ này ai cũng khen hết trơn, nhận rồi ai cũng khen hết. Cái giỏng này mà nằm đã dữ lắm luôn nha các chị, 120.000 lấy xuống giỏng giỏng Mỹ không con em ạ. Rồi mã vàng giùm em 100.000 khắc 18k. Vàng 100.000 được 3 sợi nha các chị. Vàng 100 luôn, giỏng Mỹ 120 nè.
Biên Hòa mấy ngày nữa luôn? Chắc là 2 ngày nha chị. Rồi lên đơn chút về em mã giỏng Mỹ. Cái giỏng này nằm im dữ lắm luôn. Mười người khen hết mười luôn chị, không ai chê chứ. Em bán gần cả mấy ngàn cái rồi đó các chị, không ai chê chứ nha, vô bà quà giùm em mà. Giỏng Mỹ 120. Giỏng Mỹ 120 luôn, giỏng Mỹ 120 nha các chế. Trời ơi, có một chiếc nhẫn vàng đúc mà. Vàng xịn luôn nha các chị ơi, mã vàng giùm em 50, đi 13 14 đeo giường luôn. Giỏng Mỹ. Cái giỏng này nằm đu đưa đã lắm nha các chị. Ok, giỏng Mỹ chú chị Anh Quốc nè. Đó, chú chị Tùng Á nha. Rồi, giỏng Mỹ giùm em luôn cả nhà ơi. Giỏng chốt Văn Lan nhà đó. Giá chỉ có 110 thôi. Rồi 120 ngàn. Dòng này 2-3 người vô nằm được luôn nha các chị. Mà mắt ở đâu cũng được hết trơn á trời. Mắt ở đâu cũng được hết trơn. Giỏng Mỹ giùm em 120. Chốt giùm em luôn. Giỏng Mỹ 120. Ồ, có một cây cảo giùm em luôn 80. Đó, cài áo này 120. Giỏng 120 chốt chưa ơi. Giỏng Mỹ nha các chị, 120k. Trời, chút em cũng không xài đổ hồn mát luôn. Vậy hả? Vô giỏng khoe nữa hả? Tự nhiên mỏng nó trả gì nè. Còn tự nhiên nữa nha. Có cái gì mà tự nhiên không? Đem vô giỏng khoe chứ gì. Nè các chị nè. Đó, bên nước ngoài người ta mắc giỏng luôn nè. Nó nằm vô cây rồi này kia rồi ha. Em lắm các chế yêu ơi. Công nhận thiệt chứ, đi chơi đi business này kia, cái mình cửa trần là mình văng cái giỏng lên là mình chùm lại cũng được nữa. Giỏng này nó bự lắm nha các chị. Hai người nằm luôn. Dây dặn sắc xảo. Giỏng Mỹ 120. Đây giỏng luôn nè. Hộ phách trước mặt đi em ơi. Ok chị luôn. Cái hộ phách này hộ phải xuất thiện nha. Hộ phách Amber. Hộ phách này là 200. Dây hộ phách đeo trị bệnh luôn nè. 200. 200k luôn. Trời ơi, công nhận thơm ghê luôn. Có chị mã pháp nha. Hàng nước cốt nha các chị. Làm sao? Gọi chiếc xe đâu rồi? Rồi, hết sức thơm này. Rồi luôn. Mã pháp 100 ngàn. Pháp 100k. Trời ơi, rồi xài dây gỗ tặng. Dây gỗ tặng nha các chị, dây gỗ tặng luôn. Đây siêu bền luôn các chị ơi, mã bền 80 luôn. Đó, vừa sạc luôn nè, vừa sạc dự phòng, vừa sạc điện thoại, vừa sạc điện thoại mà vừa sạc iPhone gì cũng được hết trơn trời nha. Rồi chốt giùm che móc luôn, mã bền giùm em luôn đi là 80. Bền 80, bền 80 giùm nha các chị, dây gỗ tặng luôn. Gỗ tặng chốt không lo. Bền 80k, bền 80 cho em luôn được các chị. Bền 80 chốt Nguyễn Ngọc Duyên. Bền 80 luôn. Trời ơi, một đôi bông sòn có hệ sĩ luôn nè, cái chế yêu ơi, 9 ly nha. Rồi chốt tặng cho chị luôn 150. Chốt tặng 150k cho em đôi bông này, lanh lắm luôn nè các chị. Quá đẹp luôn à, 9 ly nó chiếu xa 5 mét luôn nha các chị nè. Quá đẹp đã bông rồi. Trời ơi, sòn của hiệu sĩ luôn, 150. Còn mấy phải không chị? Sòn hiệu sĩ luôn, 150. Ôi, em đụng được một cái vòng vàng. Đi 56 luôn, cái vòng này 200. Đi 56, cái vòng này 200 luôn nha các chị.
Con nè, lau kính luôn nè. Cái này là lau kính của Nhật. Lau kính, lau túi sách, lau gương, lau xe hơi gì cho em cũng được luôn. Lau kiến xe nè, lau khăn, lau gì cũng được hết trơn. Trời, lau kính giùm em 49.000. Đó, cái này các chị lau giày, lau dép gì cũng được trơn trọi nha. Lau kính 49.000 giùm em. Lau kính 49.000. Lau kính 49 luôn nha mấy chị yêu ơi. Lau kính chốt xong cam. Rồi chốt giùm em. Đẹp quá à. Lau kính 49.000 che móc luôn nè. Ok chú chị Quỳnh Nguyễn luôn nè. 100 miếng luôn các chị. Đó, chỉ cần cái mình gỡ cái này ra. Sau đó cái mình lấy đồ mình lau chùi như nè. Nó nhẹ nhàng mà nó im lắm nha các chị. Rất là im luôn các chị ơi. Lên đơn giùm em ạ, 49.000. Rồi luôn, chốt dùm che móc luôn. 49.000 che móc lau kính nha các chị. Ok, chốt chị Hoa Quỳnh luôn nè. 49.000 nè. Rẻ vừa em nữa các chị ơi. 49k. Ôi, con chiếc nhẫn vàng này đẹp quá à. 160. Ni của nó là ni 17 nha các chị. 160. Ni 17 luôn, 160. Ni 17 luôn, giá 160 nha các chị. Ni 17. Ai chốt giùm che móc ni 17 luôn, 160 luôn nè. Ôi, một cái mặt, một cái mặt dây chuyền kim cương vàng luôn. Đẹp quá, mặt dây chuyền kim cương vàng này 800. 800k nha các chị, 800 luôn. 800 kim cương vàng, 800. Bạn ăn gì không ăn, nó là bụng nó chảy rồi, nó ăn gì không, nó không mệt. Nó xèo à. Nó ăn chút xíu nữa đi liền luôn á. Đó, rồi một cái này luôn nè các chị. Nhẫn này đi 13 luôn nè. Đây ni 13 luôn. Rồi chiếc nhẫn này 90. Nhẫn vàng 90 nha các chị. Chốt giùm em mã 90. Mạng giật giật xong xem được gì hết. Thôi kệ đi chị ơi. Giờ cái mạng nó bị gì rồi em cũng không biết đường đâu gờ nữa. Rồi mã kẹp trai giùm em luôn đi là giá 80. Kẹp trai 80k. Kẹp trai 80, kẹp trai nha, đồ cổ đồ xưa luôn các chị. Chốt thiệp lên, số điện thoại giùm em đi chị. Rồi lên đơn giùm che móc luôn. 80. Tám chục giùm em nha. 80. Rồi sợi dây đá cắt chép nha các chị. Đá giùm em 40. Đá cắt chép luôn. Đá này là đá lục bảo gì luôn. Đá rì đót gì nha. Đó, đá 40 giùm chém ốc luôn. Đây là một cái nón chống nắng nha các chị ơi. Nón chống nắng của Nhật nè.
Nón Nhật giùm em luôn đi, là giá 99 ngàn. Đò luôn, nón chống nắng luôn nè. Em mở không? Còn nha tình yêu, cái bình giữ nhiệt kìa, nó huyết áp này kia rồi đem vô trong đây á. Rồi lên đơn giùm em mã nón, nón Nhật nha các chị, nón này em có đủ màu hết trơn rồi. Nón giùm em luôn, nón mát rượi rồi các chị ơi, mã nón giùm em luôn đi, là giá 40 nha. Nón 99 ngàn, có màu cam, màu đen nè, 390 ngàn một cái luôn. Em nhập sĩ kiện về cho mấy chị, giá chị có 99 ngàn thôi. Các chị không tin cái chị kiếm cái chỗ mà bán nón Nhật này đi các chị biết liền. 300 mấy chục ngàn một cái chứ không phải bán như em bán 99 gì đâu nha các chị. Ở trong đây nó có một lỗ thoáng khí nè các chị ơi. Đó, đội lên là nó mát, không mát lắm nha. À nó nghe nè. Son nhiêu cây vậy ha? Son nó đặt, son cam cam đó. Ừ. Không phải. Ừ. Hết bán hết trơn rồi kìa. Mới này hết trơn rồi đó. Đó là đơn chốt giùm cho móc bằng nón 99 ngàn. Không mới vậy nhưng mà 50 đó. Vậy đó hả? Trời, mới này bán hết trơn rồi trời. Đó là đơn chốt giùm cho móc luôn 99 ngàn. Rồi luôn, nón giùm em 99 ngàn. Rồi đó em đi. Dạ nón em có 4 màu nha chị, màu đen, màu kem. Nè, đen, kem, đen, kem, xám, cam. Đen soi. Trời ơi, một cái này luôn rồi các chị yêu ơi. Chụp màn hình gửi qua giúp. Rồi mã xanh giùm em 100 mã xanh giùm em 120. Quả nó áp lực quá. Chắc ông áp lực quá. Còn 120 nha các chị. Nhớ là đừng ngày mai đừng có ai xả đồ hết trơn nha. Em nhắc lại nha, nào chút chắc nha chị. Đó, rồi một đôi bông này luôn nè các chị ơi, 89 ngàn, 809 cho lộn. 809, 809 luôn. Trời ơi, trời, nhìn đôi bông nó đẹp nè các chị ơi, đôi bông qua tiết nha. 890 cho em một đôi bông sần xanh cổ dịch nè các chị. Lung linh luôn chưa, 890 cho em. Rồi một đôi bông vàng này luôn, đợi xíu chú Bảo. Nó đi 50 nè các chị, màu vàng trà. Rồi lên đơn giùm em. Ok, Lâm Hí kìa, Lâm Cẩm Hí kìa, cam kìa. Rồi chốt về em mã trà giùm em 200 250. Trà 250, trà 250 giùm em. Trà 250k. Tự nhiên đưa cho Nịnh đây nghe trời. Rồi sợi dây rua kim cương đen nè. Mã đen giùm em 40.
đen 40, đen 40 nha các chị. Đó, đen 40k, đen 40 cho em luôn. Rồi luôn, lên đơn cho em mã dưỡng môi của Mỹ nha các chị. Trời ơi, dưỡng môi của Mỹ luôn. Dưỡng môi này lên đơn cho em mã 25.000. 25.000 giùm em nha các chị. Dưỡng môi 25.000 luôn. Dưỡng môi của Mỹ, cái này im lắm luôn các chị ơi. Nó dưỡng cho môi của mình nó mềm mịn nha mấy chị. Nó mà thêm một cái phần nữa là cái màu môi của mình tự nhiên á các chị. Làm cho môi của mình bị được hồng nè. Đó, ai mà ví dụ như bị môi thâm, môi thâm hay muốn cho môi hồng hào mà môi nó không có bị khô á thì lên đơn giùm em mã 25.000 dưỡng môi của Mỹ. Vô đây luôn của Mỹ luôn nè. Dưỡng môi ok 25.000 chú chị Trần Ái nè. Nó qua Quỳnh luôn. Rồi 25k cả nhà ơi, 25k dưỡng môi. Dưỡng môi đang 40 em hết nha. Xong hương sao vô quá hả? Rồi gọi xong hương là 8.000 lần rồi mà không nghe máy. Thôi vậy em chặn xong hương luôn nha. Em xin được phép tặng đại bàng đại bàng tung cánh hót giang trong bình minh xong hương xong. Tặng luôn. Gọi 800 lần rồi không được. Máy bay đại bàng nha. Chim tung quay hót giang trong bình minh. Ừ. 25.000 son dưỡng của Mỹ. Nào quét cho ngố con mắt cho đồ đây đồ quét cho. Chịu không? Đâu gà hả? Đâu gà chứ gì trời. Ở ngoài về nhiều lắm. Hả? Ngày xếp 3 phải không? Dưỡng môi rất thơ trầm, xếp 3. Trời ơi, một cây son màu nâu luôn, chịu dễ sợ luôn. Cây son màu nâu này em bao hàng cho chế nha. Đó, màu nâu nha các chị. Quá đã, quá đã. Giá 250 nha chị. Rồi, cây son màu nâu này là 39.000. Sao đỏ kìa. Trời ơi, cái son màu nâu này đẹp quá à. Ê, công nhận nó mịn ghê luôn á nha các chị. Cái này em về em bao đẹp nha. Trời ơi, đẹp quá à, cái son nu nè. Mịn môi ghê luôn á trời. Quá đã rồi các chị ơi, bao hàng luôn, bao 39.000. 39.000 một cây son nu. 39.000, 39.000 về nhà mà không im em đền cho mấy chị 3 triệu. Bán 39.000. Đền không im đền 3 triệu, 39.000 bao á. Không im đền 3 triệu, ok. Không im em đền 3 triệu nha. Không im đền 3 triệu luôn. Quá chờ cái son này cái mịn cái môi rồi các chị ơi. Không mịn môi em đền 3 triệu cho. Đúng rồi đó, Vivi bé mua đây 39.000. Không mịn môi đền 3 triệu. Không mịn đền 3 triệu luôn. Trời ơi, nhìn nó mịn cái môi nè các chị. Quá trời đã cái son này rồi các chị ơi. 39.000. Rồi 39.000 giùm em luôn nè. 39, 39 luôn, son nu. Rất là mịn nha các chị ơi. 39 chốt xem đi vô. Ok luôn, bao hàng. Không mịn em đền 3 triệu cho. Son màu nu quá đẹp rồi. Đây son 39.000. Có màu cam nữa nha, có màu đỏ cam nữa nha các chị.
Rồi lên đơn giùm em mã đỏ cam 39.000. Đỏ cam 39, đỏ cam 39 nha chị. Bình giữ nhiệt, lấy bình giữ nhiệt cho giùm em nha chị. Em được có 3 cây đỏ cam thôi đó các chị. Em lấy 1 cây. Em một cây nu với một cây này mới được, quá đẹp luôn rồi. Thôi bao nha. Cái này là ốc yêu bao cho chị nha, hứa danh dự luôn. Về nhà không bệnh môi em, mấy chị lên đây bán vốn nha. Lên đây bán vốn kiện em cũng được nữa, 39.000 giùm em. Em có được có 3 cây đỏ cam thôi à. Nô 39. Nô 39 luôn. Rồi lên đơn giùm em ở đó cam được có 3 cây đỏ cam thôi. Bao hàng luôn son. Đỏ cam chút. Non thu thị vũ. Ồ xong, xong 39 không phải đỏ cam. Xong 39 rồi. Xong 39 là nụ á. Rồi đỏ cam nữa này nè. Đỏ cam 39 nha. Quá đã rồi. Nè, thử lại. Đỏ cam chút hay trần. Rồi một cái mình dĩ nhiên xịn luôn. Cái mình này chốt giùm em mã 149. Dính đậu không có đỏ không vậy, lớn không nữa, nhỏ quá trời. Lô cái này là inox 304 nè các chị, chốt giùm em mã 149. 149 luôn. Đây trong cái giấy tờ của nó nè các chị. Giấy tờ của nó là tới là 8.980.000 một cái nha. Son sáp nhật còn không? Còn nha. À cái cây son 39 ngày đẹp đó chị chăng ngon. Lấy cái đó đi, bao đó. Đó, không đẹp em đền 3 triệu cho yên tâm đi. Bao. Bán có 39 ngàn mà chơi dám đền 3 triệu cho chị đó, hay ghê không? Đó, đỉnh chưa? Rồi chốt giùm em mã 149 giùm em của Italy nha. Bình của Ý luôn, kẹp 30. Rồi 149 giùm chị em ốc luôn. Đây sợi dây đá cắt chát nha các chị. Dây đá cắt chát này đẹp quá à. Mã đá giùm em luôn đi là giá 100.000. Đá 100.000. Bình 149 chốt nè, Ngọc Quyên nè. 49 chốt Nguyễn Ngọc Duyên, son 39 chốt Trần Thị Trung Hậu, 149 chốt Hồng Cẩm Lê. 149 chị nào xài cái bình rồi cho em xin một cái cáp ốc nha các chị. Rồi một đôi bông sòn nha, 6 ly gử luôn. Bông sòn nhật nè các chị, 6 ly gử. Dây đá 100 chốt Nguyễn Ngọc Duyên. Bình giữ nhiệt lâu lắm luôn. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Dung nha. Rồi sòn giùm em 650. Đa bông sòn luôn 650. 149 chốt Cam Thiên Hồ. 650, 650 cho em một đôi bông đúc bạch kim dày này nha chị. 650 cho em bình đa bông này luôn. Chốt tặng trên like nha. Offline là quay về giá 700 bình thường nha chị. Đó, rồi kẹp nhật giùm em 100.000. Kẹp nhật 100.000, kẹp nhật 100 nha các chị. Ê, chốt giùm em nữa kẹp nhật 100. Kẹp nhật 100k. Kẹp nhật 100, rồi luôn một cái sợi dây chuyền Italy luôn đẹp quá. Mã không đen giùm em luôn đi 90, còn lộn 109 chứ. Thêm một cái bình nữa. Thêm một bình chốt VV bé. Em lấy màu khác cho chị nha chị. Rồi luôn 200. 190 cái lộn 190. 190 chốt không cam.
190 các chị ơi, 190k. Đây cái bình ngũ sắc này luôn nè, 149. Nói chung là các chị mua cái bình này về đáng đồng tiền. Mấy triệu bạc một cái luôn. Em săn cho mấy chị được cái giá rất là yêu thương, chỉ có 149.000 thôi một cái bình. Ừ. 149.000 cái bình nha các chị, 149 luôn, ngũ sắc nè các chị. Cái bình ngũ sắc là dòng limited nha mấy chị, phiên bản giới hạn luôn. Mã phiên bản giùm em 149. Mấy cái bình ngũ sắc nó mang mắc tiền hơn các chị. Ồ, rồi đây nè, một đôi bông sòn luôn các chị ơi, kèm theo cái kiểm định luôn nè. 5 ly 4. Bông sòn 5 ly 4 luôn nha các chị. Đưa điện thoại luôn nha chị, đưa điện thoại có coi có an toàn không. Tên số điện thoại luôn nha chị. Rồi đôi bông này là 790. 5 ly 4 luôn, bao đẹp cho các chị nha, 790. Ừ, 790 cho em nha các chị. Đây 790k giùm em. 790. Rồi mã thơm giùm em luôn, 150. Thơm 150, thơm 150 cho em nha các chị. Thơm 150 luôn. Rồi con sợi dây chuyền full kim cương nè các chế yêu ơi. Nói dây chuyền này 900 hả? Rồi em xả luôn 500. Em xả dây chuyền này cho chị 500 luôn đó. Tặng 500 cho chế luôn đi. Bao đẹp luôn nè các chị, sợi dây chuyền kim cương. Full kim cương nha các chị, 900 nè. Rồi em xả 500 luôn. Dây chuyền full kim cương xả 500. Xả 500 luôn. Rồi một cái mặt dây chuyền full kim cương hạt thấp nè các chị. Đó, em sale luôn 1 triệu. Full hết trơn, tất cả đều là kim cương hết nha. Em xả 1 triệu luôn cả nhà ơi. 1 triệu cho em mặt dây chuyền này nha. Đó. Offline là quay về 1,5 triệu nha các chị. Offline em chụp hình đăng lên là quay về 1,5 triệu bình thường nha. Rồi lên đơn giùm em 1 triệu. Quá trời luôn, kim cương hạt thóc luôn, mấy chế full kim luôn. 1 triệu. Một triệu cho em ốc luôn, 1 triệu nha. Đó, rồi luôn, cái sợi dây đen này là dây ngờ nha mấy chế, nó hơi bị dơ nè. Mã ngờ giùm em 400. Ngờ 400 luôn cả nha. Ngờ 400 nha. Đây em có một cái sợi dây này luôn. Dây này độc lạ lắm nha mấy chị. Dây này bằng xà cừ nè. Dây xà cừ em tặng luôn. E chốt lên đơn giùm em mã tặng. Mã tặng nha. Đây là một cái vòng trầm nút trúc nè các chị ơi. Thơm dữ lắm luôn á nha các chế. Rất là thơm luôn. Mã thơm giùm em 100. Mã thơm giùm em 290. Thơm 290 luôn nè các chị. Rồi một cây kẹp nha. Đó, cây kẹp này là giá 80. Kẹp 80 luôn. Đó, một chiếc nhẫn full hộp luôn nè các chị. Nhẫn này của nó là sòn thiên nhiên nha, giác sòn thiên nhiên luôn nè. Đây, giác sòn thiên nhiên nha. Đó, full kim cương luôn các chế yêu ơi. Ai lên đơn chốt giùm che móc luôn đi là giá 1,7 triệu. 1,7 triệu giùm em nha các chị, 1,7 triệu. Thơm 250, 290 chị. Thơm 290 chốt xương ly. Rồi luôn cây kính beo 100.000. Kính beo này 100 nha các chị ơi, kính beo 100. Chốt lên đơn giùm em mã 100.000 nha các chị. Đây 100 nha. Rồi luôn một đôi bông bạc luôn nè các chị ơi, mã bạc 100.000. Bạc 100, bạc 100 nha cả nhà. Ai lên đơn chốt giùm em mã bạc 100. Ừ.
cái kẹp tóc mới nãy em bán 50 đó chị Hải Yến ơi. Đây vòng màu trà nha các chị, hột trà luôn nè. 250 giùm em nha. Ai lên đơn chốt giùm em mã 250 luôn cả nhà. 250k luôn. Trời ơi sợi dây lắc này đẹp quá các chị ơi. Lắc ruby nè các chị, ruby đỏ luôn, đỏ 150. Ruby đỏ 150 nha. Đó, ruby đỏ 150. Nàng nào có chốt lên đơn giùm em mã ruby đỏ 150 giùm em. Ruby đỏ 150. Thôi giờ em like em khỏi like kim cương, kim cương em chụp hình giới giới coi đi cho nó mau. Kim cương em chụp hình nha. Thôi em không like kim cương đâu mấy chế yêu ơi, like kim cương lâu quá. Có gì em chụp hình cho chị ngắm. Các chị có coi coi lại này kia nữa. Rồi đẹp quá chừng đẹp luôn. Đó mã bạch kim giùm em 120. Không like kim cương nữa nha, mất thời gian quá. Thì ngày mai các chị cũng phải coi lại à. Có gì em chụp hình cho chế nha coi nha. Xin cho các chị ơi. Rồi bạch kim 120. Bạch kim 120, bạch kim 120 nha các chị. Xả cái lắc ra này luôn đi cho nó rồi luôn nè. Đó rồi luôn 10 ly nha các chị, 2 triệu 6 luôn. Lắc sòn 10 ly 2 triệu 6. 2 triệu 6 offline quay về 3 triệu bình thường nha các chị. Em xả luôn 2 triệu 6 offline quay về 3 triệu. Rồi 2 triệu 6 luôn, full một cái dây như thế này nha các chị, sang đẹp lắm luôn nè. 2 triệu 6 trên like, offline quay về 3 triệu. Chị nào có chốt được trên like thì nhắn cho em. 2 triệu 6 nha các chế. Rồi luôn nè, một cái sợi dây này luôn nhé. Dây trai nữa nè các chị ơi. Dây trai có giấy luôn nè các chị. Dây trai này 100.000. 100k. 100 nha các chị. Rồi trai 100 giùm chia móc luôn. Trai 100 chốt Nguyễn Phi Ti. Rồi lên đơn chốt giùm em nha các chị ơi. Đó trai 100 nè. Trai 100. Trời ơi lụm được luôn. Đẹp dữ ta ơi. Ôi một đôi bông bạch kim đẹp nè, đeo không có đen nha các chị. Quá chừng dễ cưng rồi. Mã bạch kim giùm em. Rồi bạch kim giùm em 120. Bạch kim 120. Có nước hoa nè chị Văn Hoàng ơi. Đây đây đẹp xỉu luôn nha mấy chị. Đó, chốt giùm em mã bạch kim 120 luôn. Đeo bông này đeo không có đen nha các chị. Kiếm nước qua phải không? Không? Trời ơi sợi dây này luôn nè các chị, nó giống như địch đậm hay gì nha. Mã tặng giùm em đi. Mã tặng đây chai nước hoa thơm quá luôn nè, hàng của Lancôme nha, siêu thơm 240.
hàng nước cốt nha các chị. Lấy mấy chai nhỏ nhỏ 75.000 xuống thì đây. Đó, siêu thơm 240, siêu thơm 240 giùm em. Siêu thơm 240 nha, rồi 75.000 nè, chốt đơn. Hàng Âu nha các chị, siêu thơm luôn 75.000. Ôi trời. Chưa để cái ca mà ca góp cho mà cứ gì hoài. Bảy mươi lăm ngàn một giọt của nó, thơm từ sáng cho tới chiều luôn, qua ngày hôm sau vẫn còn thơm nha các chị. Thơm quá chừng thơm luôn. Rồi 75.000, 75.000 chai này nha các chị. 75.000. Đây có con chai này luôn nè các chị, 300. Chai này 300 nha, chai này còn nhiều lắm chứ. Cái này nó tới 100ml lần mà cái này ta cộng còn tầm khoảng chừng 75ml lần đó nha các chị. Nó thơm lắm nha, 300k. Rồi 75 chú cho chị Anh Quỳnh nè. Đó, ok chú chị Nguyễn Mỹ nha. Đây lắc 2.6 rồi chị. Đúng rồi. Đây lắc này sàn đẹp dữ lắm. Đẹp lắm nha, 2.6. Offline quay về 3.000.000 bình thường. Nhìn hồi có chị lấy mắt á. Nó đẹp gì đâu luôn á. Mà thiệt luôn, kim cương cái chị ngắm cho nó dễ. Rồi cài giùm em 500.000. Cài 100 luôn, rồi 80. Nó bông nữa chứ, 120. Lòng nó nãy chú rồi đúng không? Không có, lòng em lấy cái đó ra mà. Ở đâu rồi? Em thấy mấy người chốt luôn rồi. Không có. Lấy nó có ngủ đâu. Rồi luôn cái vòng huyết áp cho bé nè. Mã bé 45.000. Bé 45.000, bé 45.000 nha. Đây cái vòng này đeo bao đẹp luôn mà không có đen nha các chị. Nó nhìn nước si của người ta là tàn. Nó sáng đẹp ghê chưa cả nhà ơi. Rồi 45.000 cho bé luôn. 45.000 cho bé. Cái gì? Rồi luôn mã ngọc 50. Ngọc 50k, đây là bằng ngọc hết nha mấy chị, cái này bằng đá hết luôn. Đó, chị nào thích đeo phong thủy thì nhắn giùm cho em ốc luôn nè các chị. Rồi, lên đơn giùm em, ngọc 50. Đó, đây em có một cây cà nha các chị. Cây cà xịn luôn nè. Dạ cảm ơn chị Tiết Hạnh. Mà hình như là Tiết Hạnh gọi rất nhiều lần mà toàn máy bận không à, không khi nào chốt hàng được cho chị hết. Dạ cảm ơn lời chúc của chị nha. Mà em không biết sao mà chị bị ghim gì vậy ta. Gọi rất nhiều lần mà toàn máy bận không có nghe máy được luôn. Rồi lên đơn vậy em, mã cài 50.
cài 50 giùm em. Chị ở đâu Nguyễn Thi Ti? Cài 50k. Trời ơi, một đôi bông sòn của hiệu sĩ nữa nè. Đôi bông sòn này của nó là 6 cháu nha các chị. Cài 50 chốt Nguyễn Ngọc Duyên. Đây, đôi bông này xinh lắm nha. Đó, quá đẹp luôn rồi cả nhà ơi, nhìn nè. Thấy cưng chưa? Đôi bông này 6 cháu nha các chị, nhìn nó nè. Trời ơi, trời nó đẹp nè. 120. Bông sòn của hiệu sĩ luôn, 120k. Đây, 120 nha. Em mua đôi bông đó là về bao khen đẹp luôn á. Rồi, 120 giùm em luôn. 120 chốt 100. Rồi, chiếc nhẫn này là giá chị 100.000. 13, 14 vô vừa luôn, 100. 120 chốt Quanh Nguyễn. 120 chốt Kim Anh Huỳnh. Rồi, cây cài giùm em luôn 30. Cây cài tóc 30. Cài tóc 30 nha. Ôi, dây chuyền sòn này 7 ly 2 luôn nè các chị. Dây chuyền này chốt giùm em 1.2.000. 1.2.000 nha, sòn 7 ly 2 luôn. Sòn 7 ly 2 luôn, chốt giùm em 1.2.000. Dây si kim rồi đẹp lắm nha các chị. 1.2.000 luôn. Đây có con chai nước hoa nè các chị ơi. Đó, mã thơm giùm em. Ở trên này còn nhiều lắm nha các chị. Mã thơm giùm em 100.000. Thơm 100.000, hàng của PVL. 100.000. 100.000. Rồi đây một cái vòng hổ phách nha các chị. Vòng hổ phách này là giá 120. Hổ phách luôn. Trời ơi, ra nguyên một kiện bài luôn các chế yêu ơi. 60 vàng. Vàng Dubai nha các chị ơi. Vàng Dubai 60. Thơm 100.000 đó. Đô nè, vàng Dubai nha các chị. Nó xài hoài xài mãi không có hư luôn nha các chị ơi. Mà nó bằng vàng hay vàng 18k nha các chị. Hàng Dubai luôn, vàng 60. Chốt về em ở vàng 60 luôn nha. Dạ không có đen, không diễn, không ngứa. Các chị để đeo bình thường thoải mái luôn. Leo hơn 5 trời luôn cũng được luôn nha các chị. Đem thời gian chán thì bán lại cho em. Em có hâu lỗ 50% nha các chị. Cứ vô tư mà đeo đi, tắm rửa thoải mái, giặt giũ thoải mái luôn. Rồi 60. Ok, một bộ 60.000 nha các chị. 60k chốt chị Anh Đào nè. Đó, cái bộ này các chị đi nước ngoài mua đi. 180.000 luôn á nha các chị, nó mất tiền lắm. Đó, 60.000 luôn nè. Nước qua này rất là thơm, khỏi chê luôn. Cảm ơn chị Nguyên Lê nha. Rồi luôn 60 vàng 60 che móc cho các chị. Xài 5 năm, 10 năm gì cũng được hết trơn luôn. Ví dụ như các chị mua một bộ này là 60.000. Năm này qua tháng nọ 10 năm, 20 năm vẫn không bị hư. Mà nhiều khi nó gì bị dính nước đó chị, nó cũng không có bị hư luôn. Có bị dính nước nó không có bị hư luôn nha các chị. Lên đơn chốt giùm em 60. 60.000 giùm em luôn. 60 chú chị Tú Quỳnh. 60 chú chị Hoa Nguyễn nha. 60k. Lên đơn giùm em mã 60. Trời ơi. Đây một cái chai Nariski nè các chị, hàng của Mỹ luôn nè. Đó, mã Mỹ giùm em 50. Chai nước hoa của Mỹ nha các chị. Cái mùi thơm nhẹ nhẹ. Rồi 50 giùm em. 50 luôn. 50 luôn nha các chị. Trời ơi, cái chai này thơm dạ, sexy luôn nè. Xì luôn nè các chị, mã xì giùm em 65.000. Đây hàng nước cốt nha các chị. Thơm ghê luôn anh chị. Xì giùm em 65.000. Xì 65, xì 65 cho em.
tùy 65.000. Chị Song Cam ơi, chị khoảng cọc giùm em nha chị. Đưa số điện thoại điện lên chị. Đó, chiếc nhẫn sòn cho nam luôn nè. Ủa ta sao cái này màu trắng màu xanh. Màu xanh. Xanh cổ dịch luôn nè các chị, sòn 7 ly 2 nha các chế. Chốt về mãn 1.4 triệu. Chết luôn trời. Tin nhắn bên em gửi cũng không được nha chị Song Cam. Ồ nãy giờ chốt cho một đống luôn. Xanh cổ dịch cho nam nha, 1.4 triệu. Rồi lên đơn giùm em luôn, đá 50. Đá 50, đá 50 nha các chị. Chốt giùm em ở đá 50 luôn nè. Đây cây cài trai này giùm em 40 luôn. Cài trai 40k, cài trai 40 nha, mã kẹp tặng giùm em nè các chị. Kẹp tặng. Vậy em chốt lại cho chị nghe gian gian. Kẹp tặng luôn, mã kẹp 20. Rồi luôn kẹp 20, kẹp trai. Kẹp nhỏ tặng nha chị. Tặng chốt Nhu Nguyễn. Đây chiếc nhẫn sòn nha. Nhẫn sòn này của nó là 7 ly 2 luôn nè các chị. Chốt giùm em mã 809. Đây 890k. Đẹp lắm nha các gái. Rồi một cái kẹp này luôn nè các chị yêu ơi, kẹp giùm em 50. 890 chốt không lo. 50 luôn, cái kẹp này em tặng nha các chị. Tặng giùm em kẹp đỏ 60. Kẹp đỏ 60k, kẹp đỏ 60 nha các chị. Đây em có một lắc tay sòn này 10 ly nè. Đơn giản mà đẹp nha các chị. Lắc tay sòn này giùm em luôn đi 1.7 triệu. 1.7 triệu giùm em, 1.7 triệu. 1.7 triệu cho em cái lắc bông này nha các chị. 1.7 triệu giùm em luôn. Rồi luôn, còn cây dao nhật này luôn, thả luôn nè. Tặng biển xanh nào tươi. 29.000. 29.000, còn vài cây xả 29.000 luôn. Còn vài cây mà bán dữ lắm luôn nha các chị, nên nó bằng inox nguyên chất, không có gỉ sét luôn.
Tả 29.000, chốt lên đơn giùm em mã giao 29.000. 29.000, 29.000 cho em. Ừ. 29.000 mua đi các chị. Này em xả luôn, em xả lỗ hết là 15.000 đó. Vốn 35.000 mà bữa hổm em bán 50. Rồi còn vài cây luôn. Ừ, 29.000, 29.000 cho móc nhà bán cho lắm á chứ ơi. Giao Nhật 29.000. Lấy 2-3 cây vậy. Rẻ quá chừng luôn á. Ừ. Rồi đây chiếc nhẫn này luôn. Lắc 2.6. Rồi luôn 4.5. Ừ. Không nhẫn kia. Ừ. Rồi chiếc nhẫn sau này là giá 1.5 luôn nè. 29 chốt Quỳnh An. 29 chốt Bạch Yến Dương. Đúc bạch kim dày luôn nha các chị, đúc bạch kim dày luôn. Lên đơn chốt giùm cho móc luôn 1.5 triệu. 1.5 triệu giùm em. Ừ, còn tỉa mài không cho chị xem. Ok chị. Trời ơi. Rồi luôn xanh cổ dịch luôn nè các chị ơi. Đao bông này là giá của nó là 870. Xanh cổ dịch luôn 870k luôn, đúc bạch kim dày nha các chị. Đôi bông này bao đẹp chớ chớ luôn á. 870. Chị đeo ni của nó là ni 14 nha. Hiện tại của nó ni 14. Chị đeo ni mấy thì báo ni giùm em là được rồi. Các chị đeo ni mấy báo ni là được. Đeo ni mấy báo ni là được. Em có đủ xay cho các chị hết nha. Em có đủ xay hết. Chỉ cần các chị là chốt giùm em 1.5 triệu kèm ni là em lấy đúng ni vừa cho chị thôi ha. Vậy đi. Ừ, em có đủ ni cho các chế hết nha. Chỉ cần 1.5 triệu kèm ni, 1.5 triệu các chị kèm xay giùm em là được rồi. Ừ, làm lấy đúng xay cho chế là được rồi. Đây luôn con mèo, con mèo Nhật nè, 39.000. Mèo Nhật 39.000. Ừ, mèo Nhật 39k giùm em nha các chị. Ừ, mèo Nhật 39k. Trời ơi, đông trai nè các chị ơi. 60. Trai 60, trai 60 che móc luôn. Rồi vô kẹp chai này 20 nha. Kẹp chai vàng 20 luôn các chị. Vàng 20. Ai lên đơn trước vậy em mở vàng 20 nha các chị. Vàng 20 luôn. Đây một đôi bông sòn nè các chị ơi. 7.2. Nãy em nói luôn 7.2 nè. Không, áo cháu không à. Bông 60 chốt Trần Thị Trung Hậu. 1.2 triệu. Đôi bông này đẹp quá trần luôn nè. Đôi bông sần này 7.2. Bông này của nó 30 mấy triệu một đôi luôn. Rồi trời ơi, mua 30 mấy triệu gì. Đây chốt dùm che móc luôn 1.2 triệu. Đó 1.2 triệu nha. Đẹp quá. Rồi luôn mã Mỹ giùm em 150.
ví da nguyên bản luôn nữa các chị, Mỹ 150. Mỹ 150 luôn. Đây một đa bông này nè các chị, hàng Âu nha các chị. Nó có mã số code như chỗ này luôn nè. Rồi đa bông này là giá 150. Bông trai đẹp luôn, 150 giùm em. Bông trai này 150k. 150, 150 như cái chế. Rồi mã kẹp giùm em. Mã kẹp giùm em luôn đi, là giá 70. Kẹp 70 luôn rồi các chị. Đó, máy huyết áp của Mỹ luôn nè. Máy huyết áp này xịn nè các chị ơi. Huyết áp 250. Đây đo huyết áp cho mình nha các chị. Huyết áp 250 giùm em. Huyết áp 250 luôn cả nhà. Huyết áp 250 cho em nha các chị. 250.000, 250, 250 cho em luôn. Đó, huyết áp 250 cho em nha. Trời ơi, một đôi trai nữa nè. Trai đẹp quá à các chị ơi. Trai 60. Người ta 18 nè, người ta 8 tuổi là người ta ăn cay được rồi đó. Rồi xím 50. Xím 50, xím 50 nha các chị. Tím 50k. Trời ơi, chiếc nhẫn sòng 10 ly luôn 2 triệu. Nhẫn sòng này 10 ly nha các chị, 2 triệu giùm em. Mười ly giá 2 triệu, 10 ly giá 2 triệu nha các chị. Đó, đẹp xinh lắm nha, 10 ly giá 2 triệu luôn. Đó, nhẫn cái bông này đẹp nè. Trời ơi, một em này nữa nè, đẹp quá. 2 triệu chốt xong trang. Rồi, 60 luôn. Trai 60 chốt phải không? 60. Ôi, trai này đẹp lắm nè các chị, trai 60 luôn. Trai 60 cho em ốc nha. Trời ơi, cái dù nhập luôn nè, cái dù này nó chống tia UV nè các chị. Đó, dù xanh, dù đen với dù hồng. 99.000 chốt đơn. Cho mình coi lại ví nam đi nè. Đây ví nam này là da thiệt nha các chị. Da nguyên bản luôn. Đó, da nguyên bản luôn các chế yêu ơi, da này đẹp lắm. Ví cho nam bằng da thiệt luôn. Đẹp ghê không? Da thiệt nha. Đây một đôi bông trai vàng 18k, dù này mát lắm nè các chị, xài cái này đi. Em đi chơi đi du lịch này kia em đều đem cái dù này theo nè. Nó mát rượi à. Mua đáng đồng tiền nha, 99.000. Cây dù này là 250 nha các chị, nhưng mà tại vì em đặt kiện về á, nó còn mới tinh nè. Đó, 99.000 giùm em luôn, 99.000. 99.000. Đây bông trai ngọc trai vàng 18k, khắc 18k luôn nha các chị ơi. Màu gì vậy ốc? Em có màu xanh rêu, màu hồng với màu đen. Rồi mã trai giùm em luôn đi, là giá 120. Đó, trai này đẹp lắm nha, đeo lên sang lắm đó chứ yêu ơi. Trai 120 bằng vàng luôn. Vàng này đeo rụng nước thoải mái nè. Trai 120 giùm em nha các chị, trai 120 luôn. Rồi có một con mèo giùm em luôn đi là. Mã mèo 39.000. Một dù đen chút anh Ngọc Trần. Ok chị đẹp luôn. Rồi luôn kẹp tặng. Mã kẹp tặng giùm em nha các chị, kẹp tặng luôn. Trời ơi sang ghê chưa, đẹp quá.
Rồi luôn, đo bông này là 50. Mày là 39 chốt Linh Nguyễn. 50 giùm em, 50k. Chốt giùm em mã 50. 50 đây, một cái sợi dây chuyền này luôn. Siêu đẹp. À, dây chuyền sòn nha các chị, dây chuyền sòn này là 950. 950. 950, 950 giùm em nha. Bông 50 chốt hệ trần. 950k. Trời ơi, đây nè, lụm được một đao bông này. Đẹp quá à. Ai mua hả? Ai mua đó hả? Ta sao nãy giờ ăn nhiều vậy? Hàng chín nó ngọt, nó ngọt với ba nó thấy ghê luôn. Ừ. Ừ, đúng rồi nắng. Nè sao nào uống lộn luôn mấy nữa. Ừ, nó nói cũng sữa con khỉ mà. Không, cái kỳ đó chị, gì nữa, em cũng đã phụ động mà. Ngọt. Ừ. Ôi, đôi bông này đẹp quá à. Khắc 18k trong đây luôn rồi các chị. Nè. Không đen 140. Thở. Ông ba kêu vô đánh kìa. Ông ba không đánh con kìa. Kẹp, phải không? Ông uống này kìa. Sở, mày, sở con làm đổ ca nước con ba phải không? Rồi kẹp tặng. Sở, bữa nay con làm đổ ca nước của ba phải không? Hả hoài luôn ơi. Hoài luôn á. Ừ. Nổi lên gì nó hả hoài vậy đó. Rồi luôn cái nhẫn sòn 81 nha, chiếc nhẫn này 900. Ai? Đó, chiếc nhẫn này 900. 81 luôn, giá 900. Một xíu em lên đi chuyện chị ơi. Đó, đơn giản vừa xinh vừa đẹp nha các chị. 900. Rồi 900k. Rồi ơi, đôi bông này xịn nha, hàng Âu luôn, có khắc mã số luôn nè. Rồi mã chuẩn giùm em luôn đi, là giá đây 190, hàng xịn nha. 190 luôn nha các chị, 190 giùm em. 190. Trời ơi, mã bạch kim giùm em luôn đi, là giá 180. Đó, bạch kim 180.000 nha. Quá đẹp luôn rồi các chị ơi, bạch kim 180 luôn. Đó, ai lên đơn chốt gì em, mã bạch kim 180. Đẹp xinh lắm nha các chị. Nhẫn dây này mua đáng đồng tiền các chế yêu ơi. Bạch kim 180. Bạch kim 180 cho em ốc luôn. Rồi có một sợi dây xương nè các chị. Dây xương này là giá 200. 1 trăm 8 chốt Mỹ Linh.
200k nha các chị. 200k. Đây em có một đôi bông chai nụ nè, cái chứ chai nụ này bằng bạc nè. Chai này 150. Chai nụ bằng bạc luôn, giá 150. Ừ, 150 nha, đua nó bằng bạc Italy. Không đen, không dưỡng, không ngó nha. Rồi chốt luôn 150. 150. Đây có cây áo sọn nè các chị, áo sọn 100.000. Áo sọn 100. Thấy cho chị sau chuỗi màu xanh đi. Rồi luôn, cái này là hổ phách xanh nha các chị. Hổ phách xanh luôn. Đây dây này là giá 50. Dây này 50 nha các chị, 50 luôn nè. 50. Đây em lượm được một đôi bông vàng. Đôi bông vàng này 18k của Nhật nha các chị. Cái hộp của nó là hộp sòn đẹp luôn nè. Đây một đôi bông sòn nha, 99.000. 99.000 cho em nha. À, vừa đẹp vừa xinh luôn các chị. 99.000. Đây 99.000. À, các chị lấy đôi bông này đi đẹp lắm nha. Đẹp xinh, đẹp xinh lắm nha các chị. Cân chưa? 99.000. Rồi con chiếc nhẫn vàng. Nhẫn vàng xanh lục bảo nha các chứ. Nhẫn vàng này là giá 180k. Nó ôm theo cái tay của mình nha các chị. 180. Rồi kẹp hiệu giùm em 70. Kẹp hiệu 70k. Kẹp hiệu 70 nha. Đó, em có một đôi bông nhỏ nhỏ này nha các chị. Bông này của nó là 4,5 ly luôn nè các chị. Chốt giùm em mã 600, 650. 650.000 luôn, nhỏ nhỏ xinh xinh nha các chị. 650. 4,5 ly. 650. Ồ luôn nè, một cái sợi dây đá cổ nè các chị ơi, mã đá giùm em 50. Đá 50 nha các chị. Ai chốt giùm em mã đá 50 che móc luôn. Rồi đây một kẹp mi của Mỹ nè các chị ơi. Kẹp mi 79.000. Kẹp mi 79.000 các chị, kẹp mi 79.000. Ôi chai nước hoa của Pháp luôn, thơm dữ lắm nha. Em bao thơm cho các chị luôn nè, mã bao thơm 150. Bao thơm 150 như các chị, kẹp mi Mỹ 79.000. Cái hồng mà lộn xộn, cái hồng mà sắp thơm đó chị. Đúng rồi. Nó 79.000. 79.000. Cho nó bao thơm luôn nè. Rồi luôn, mã thơm 140 luôn nè. Đó, nó có mã code với dây luôn nè các chị. Cái này xịn lắm luôn nè. Hàng si nha, góp cho chuyện si để tặng cho chế luôn á. Đó, rồi một chai chờ lô này luôn. Chai này em tặng nha các chị. Nó hơi cũ một xíu nhưng mà giờ các chị lấy chiếc nước qua, chị chiết ra nước này đi. Thơm lắm, thơm 140. Thơm 140 góp văn hàng. Rồi luôn, cái này nào tặng. Tặng luôn nha các chị.
Đó, một chai qua có Pháp luôn nè, cái này thơm luôn. Bao thơm 100.000. Bao thơm 100.000 giùm em nha các chị. Bao thơm trăm, chai này thơm lắm lắm luôn nè, Văn Hàng không sang lắm luôn. Rất là sang nha. Trời ơi, một chai này luôn nè các chị ơi. Đó, rồi luôn, chai này mùa sexy nè các chị. 75.000. 75.000, 75.000 giùm em nha. Ê chốt luôn. Em có con chai này nè, thơm dữ lắm luôn, 300. Chai này mùa đã lắm nha các chị. Ai gan gì luôn nè. 3 ngày vẫn còn thơm luôn. 100 lộn 300. Thơm 75 chốt Văn Hàng. Thơm 75 chốt. Rồi chai này hàng của Mỹ nè các chị ơi. Này xịn nha, của Pháp luôn nè, mã Pháp giùm em luôn. Cái này xịn nha các chị, mã Pháp giùm em 150 thằng Âu. Còn không lên nốt chai. Nữ nữa đi em ơi. Ok chị luôn nè. 300 em hết. Chai đó thơm lắm, em có con chai thơm dữ lắm nè. Rồi một chai này luôn. Rất là đã nha các chị ơi, cái chai này mùi đã dịch lắm luôn á nha. Mã siêu thơm giùm em luôn 300. Siêu thơm 300. Chai này 150 nè, chai này thơm là của nó là 3 ngày trời luôn á nha. Lưu hương 24 tiếng đồng hồ luôn. Chai này lưu hương 24 tiếng đồng hồ nè. Pháp 150. Đây chai này luôn nè. Chai này mùi đã lắm nha, không ai lấy em lấy nha, em chưa có chai này. Trời ơi nó đã quá vợ. Đúng rồi. Siêu thơm 300. Pháp 150 chốt rồi. 150 chốt Văn Hoàng. Đây chai này nữa nè. Chai này của Mỹ nha các chị. Bà lấy qua chai này đi. Chai này 350. Chai này em có con chai luôn. Hơi bị đã luôn nha chị Lan Hàng. Cái chai này đã lắm luôn nè. 350. Trời ơi đỉnh đỉnh luôn. 350 chai này hơi bị đỉnh nha. Mấy tôi lấy luôn. Hết cái chị nè, không đấu nữa đâu, đấu gì. Đấu gì lỗ quá. Để tôi đi, thơm lắm. Rồi luôn, em xả luôn 20.000 cục luôn á. Cái này là hương thơm của nước hoa nha các chị. Cục sáp thơm nước hoa để trong phòng, trong tủ quần áo cho mình luôn nè. Để trong phòng trong tủ quần áo giùm em 20.000. 20.000 một cục. Để này là để thơm đó nè, nó dạng nước hoa. Nó là dạng cục sáp thơm mà dạng mùi nước hoa nha các chị, thơm lắm. 20.000 một cục luôn. Còn vài cục xả luôn nha. Đây nè, thấy gì chưa? Cưng ông. À, chai này vừa đỉnh lắm nha. Rồi, chai này 150. Sáp thơm 20.000. Các chị mỗi người lấy 2-3 cục, 5 cục gì cũng được trơn á. Nó rẻ quá trần luôn nè. Em xả cho chị 20.000 cục luôn. Lấy 2 cục, 3 cục đi. Ok, 5 cục chú chị Tú Huỳnh nè, 150. 150 chốt Văn Hoàng. Cưng không? Còn Hoàng chỉ đam mê nước qua nhà em thôi. Vừa thơm mà vừa rẻ nữa. Mấy chai đó cầu cũng cỡ 400.000 nữa nha. Rồi luôn. Đó, chốt cho chị luôn 105. 105.000, 105.000. 105.000 luôn, chai sexy này 79.000 luôn đi. Đỏ 79.000, cái chai này thơm đó là Văn Hoàng. Nó thơm lắm luôn mà cực kỳ rẻ. Ở vậy ai mà thành nước hoa là dớt vô dớt mấy chai này cho em luôn, nó rẻ mà nó thơm đó chị, không dai nữa. Gì vậy, 79 là cái chai thuốc á. 79 chốt Văn Hàng. Nè nhìn cái chai này mới đã nè. 79 luôn. À, chai này xịn nè. Chai này là giá 2 triệu một chai nè. 2 triệu một chai nè, em xả luôn 1 triệu nè.
Em bán 1 triệu luôn. 1 triệu nha, nó còn đầy luôn nha các chị. 1 triệu của Hàng Âu. Một triệu, một triệu. Cái này nhiều lắm. Bên chai luôn. Có cái chai này nè mà nó bị mắc cái nắp rồi. Thơm hết sức luôn. Chai này hàng hiệu của Seven nha. Thơm ghê luôn á. Lấy đi bán luôn nè, chai này bự lắm nha các chị. 500. Chai này 500 nha các chị, 500 luôn. 500 luôn rồi, mã bạc tặng. Bạc tặng, bông này em bán 30 luôn nha các chị. Bông 30k, bông 30 luôn. Bông 30, bông 30. Đây, chai này mới đã nữa nè. Cái mùi sang lắm nha các chị ơi. Mã sang 200. Mã sang 200, chai nước hoa luôn, sang 200. Ai lên đơn nhé. Sang 200, rồi chai này 150 luôn đi. 150 chai nước hoa nè, 150. Có mã code luôn, sang 200. Bạc 30 chốt lại chàng. Sang 200 chốt chàng Phương Dung. Đây chai này luôn nè. Chai này 50. Nó còn cũng nhiều lắm nha, con chị còn khoảng chừng 20 đến 30 ml á. 50.000. Mùi ngọt dễ hương lắm nha các chị. 50. Trời ơi, chai của Pháp luôn nè. Mã Pháp 120. 50 á. 50 chốt chặn Phương Dung. Một trăm hai sexy. Má 120 chốt luôn. Rồi luôn mã trai giùm em 139.000. Trai 139.000 nha các chị. Trai 39.000 luôn. Đây chai này thơm cực kỳ luôn nè. Đó chai này 40. 40, 40 giùm em. Chai này 40 nè. 40k đây cái chai này nữa. Rồi chai này 75.000 luôn. 75.000 nha, 75.000. Nè chai này em bao thơm nha, không thơm em đền cho mấy chị 3 triệu cho. Bao thơm 150. Hàng của Mỹ. Hàng Âu nha các chị. Đó, rồi còn lọn ống ống một nè. 40.000 ống đi. 40. Bao thơm 150 cho này. Bao thơm luôn, bao á. Không thơm đền 3 triệu. Mà thơm dai nha. Thơm 3 4 ngày trời luôn. 150 chốt Châu Phương Thảo. Cái này thơm bao thơm 3 ngày luôn. Lô mồi trên cơ thể của mình là 1 ngày và trên quần áo là 2 ngày luôn. Bao hàng cái chai này cực kỳ đã luôn chứ. Rồi đâu bông trai ngọc trai tặng. Mã trai tặng giùm em nha các chị, trai tặng luôn. Trai tặng luôn. Đôi bông sòn xanh của nó là 4,5 ly nha các chế. Đó, em này xinh ghê chưa? Đẹp nè các chị ơi. Đó, đôi bông này là 850. 850.000. 850.000 luôn, 850. 850 xanh cổ dịch nha, 54.
8,50 luôn. Rồi chai này 25,000 luôn các chị ơi. Chai này là dạng lăng nha các chị. Quá thơm luôn rồi. Quá thơm luôn, 25,000. Chai nước hoa luôn, bao thơm, 25,000. Chai này đỏ luôn nè. Saruri này thơm chứ trời. Á hồ đã ghê luôn trời. Đó, không thơm định 100,000. Bao thơm, nếu như không thơm định 100. 25 chút cút khoan. Thơm quá, 25,000 thơm quá. 25 chốt thôi các chị. 25 chốt anh Ngọc Trần. Ok, 25 chốt cho chị Hạnh Hiếu nè. Thơm quá à, các chị ơi. Rồi luôn một cái vòng si nha các chị, mã si 250, si 250, si 250 cho em nha. Ai chốt giùm em mã si 250. Ôi ơi đây nè, lộn được luôn nè các chị ơi, một đôi bông bạc Italy nha, mã ý 100,000, mã ý 100 nha các chị. Ai lên đơn chốt giùm em mã ý 100, ý 100, ý 100 nha. Nó có một cái vòng trai này luôn nè. Rồi trai 20 cả nhà, trai 20k. Ai chốt giùm em. Trai 20, trai 20 nha các chị. Trời ơi có một chiếc nhẫn son vàng luôn. Ý 100 em hết. Đó, nhẫn vàng nè các chị, nhẫn vàng. Nhẫn này đi 13, 14 vô vừa nha. Nhẫn này 120. Nhẫn vàng 120. Trai 20 chốt Trần Phương Dung. Vàng 120. Đây có một cây lược nha các chị ơi, cây lược hồi xưa nha. Lượt đời cổ đời xưa luôn, mã xưa 120. Xưa 120 nha các chị, xưa 120. Đây xưa 120,000. Đó em có một cái vòng ngọc nha các chị, ngọc 209. Ngọc 290, ngọc 290 cho em nha các chị. Trời ơi có một cái này luôn nè các chị, ruby nha. Đó ruby sao nha các chị, ruby sao 350, lắc tay ruby sao 350 luôn. Ruby sao 350, đây là một cái vòng huyết áp nha các chị. Nó sẽ điều hòa huyết áp cho mình luôn, 200. Huyết áp 200 nha. Rồi con dây đá ngũ sắc này luôn nè, huyết áp màu xanh luôn nè các chị. Huyết áp 220. Áp 220 luôn, rồi một đôi bông sòn 5 ly. Bông sòn 5 ly nha các chị, 790. 790 cho em đôi bông sòn này, 790. 790 nghìn. Cái dây này luôn nè, lạ tặng nha các chị, nó giống như ruby vậy đó chị. Lạ tặng luôn. Rồi chai nước hoa thơm luôn nha các chị ơi. Thơm 75,000. Thơm 75,000, thơm 75,000 nha các chị. Đó, có một cái đồng hồ da bò luôn nè các chị ơi, mã da 100, mã da 200. Nãy giờ nước hoa bán hoài lắm không thấy chốt kìa. Ôi mã pháp 150 luôn nè, chai nước hoa này thơm lắm. Hai cái ống nước hoa này rất là thơm dai luôn. Mà chắc chị biết sao không? Bữa hôm trước là 90 á. Mà tại vì còn hai ống thôi em xả có 45,000 bạc à. Các chị chơi tưởng thấy 45,000 rẻ bây giờ không dám mua hết nhỉ.
Bởi vì nhiều khi với mấy chị biết sao không? Chai nước hoa này nè, bữa hổm bán 90 mà còn 2 chai, bởi vì bán 45.000. Nó mà sợ dở hay mua không mua. Ok luôn, 45.000 ống. Nó thơm dữ lắm luôn mà rất là dai nha các chị, tới 3 ngày vẫn còn thơm á. Tại vì cái này là hàng nước cốt không mà các chế. Nè. Đó, nói chung là em là ha, xăng nước hoa là các chị là khỏi chê nè. Tinh dầu của nó rất là nhiều luôn á. Đó, thấy không nè, mình sợt trên cái nè các chị nè, nếu như cồn phải không, nó sẽ bay hơi hết trơn. Còn những chai mà nước tinh dầu nước qua nhiều thì nó sẽ lắng trên da của mình nè. Các chị thấy nó nhớt không? Nó tại vì nó còn 2 chai, bởi vì em mới bán xả. Trời ơi, nó thơm dữ lắm luôn nha các chị. Nó như vậy đó. Mà nhiều khi thấy bán 45.000 sợ nó dởm không dám mua. Rồi luôn 120 mã pháp giùm em. Mã pháp 120, mã pháp 120 nha các chị. Má ơi, cái mùi đã dữ dằn luôn á các chị. Em nói thiệt với mấy chị, bây giờ của em nghe một đống, một tủ nhiều dữ lắm luôn. Không 5 ly đó hả? 780. Pháp 180. Nhiều khi bán xả thì rẻ quá mới xị sợ. Đây nè, chai này á, nó thơm xa 5 mét luôn nha các chị. Mã sang 150. Mã ngọt 150 luôn. Đừng có khi dễ mấy cái ống này nha. Mấy cái ống này mới là tinh túy nha các chị. Nhiều khi cái chai bự các chị xài nó hay bay hơi đúng không? Nhưng mà những cái ống này nè, nó cái lượng của nó là thơm rất là nhiều luôn. Nhiều khi mình thấy cái ống mình không có thích, nhưng mà ai mà xài mà chơi nước hoa là khoái xài mấy cái ống lắm. Ống nó nhiều nước hoa, nó đậm nước hoa hơn cái chai bự. Hai chai chốt văn hàng. Đây luôn. Đó, mã quyến rũ giùm em luôn. Quyến rũ giùm 150. Những cắn này. Cái gì? Ngọt là chai màu hồng. Ở ngoài. Đây có con chai nè, nhỏ mà có vỏ nè. Mã nhỏ giùm em 100.000. Nhỏ 100. Đó, mã quyến rũ giùm em nha các chị. Cái mùi này là mùi hương cỏ nè các chị. Hương cỏ thơm lắm. Hương của cây cỏ mấy chị. Hương cỏ 150. Hương cỏ 150. Hương cỏ. Đây cái chai này hơi bị đã nha. Hương cỏ 150. Đây một đôi bông phun kim cương nha các chế. Bông phun kim này là giá 1.6 triệu. Một triệu sáu. Đây 1.6 triệu nha. Đẹp lắm nha, 1.6 triệu. 1.6 triệu giùm em. Phun kim luôn, 1.6 triệu. Đó.
con chiếc nhẫn này full kim đó nè. Nhẫn full kim 6 đi 3 luôn, 1.600.000. Tại vì hồi hôm qua tạo chiến lược 6 tháng 2 không có được. Ừ, nó không cho tạo. Bây giờ em chọn 7 tháng 2. Không. Chỉnh đây rồi mà. Mà không hiểu gì mấy cái số. Ủa mấy đứa phân số còn sao lộn trời. Nó có mã số còn sao lộn được trời. Mấy này nó ổn gì trời. Chứ đó giờ nó phân làm gì có lộn. Mặt ơi, phân số gì kỳ trời. Rồi mã sòn giùm em luôn đi, 1.700.000 full kim. Rồi luôn, cái dòng này trầm thơm nữa nè các chị. Bao thơm 240. Không ra nữa. À cái dòng tiền vàng này ha, em đeo gần 1 tháng trời đó các chế, nó không có đi đen luôn á các chị. Đụng nước thoải mái luôn các chị. Ừ. À em tưởng vàng thiệt không mà các chế rồi. Rồi luôn dây nước xả nha. Đó, 24 gói. 24 gói giá 150. 24 gói 50 ngàn luôn, thơm Nhật giùm em luôn 50. Thơm Nhật 50 nha, một gói vậy, một gói nước xả là xả được 9-10 kg đồ luôn á nha các chị. Mà nó sẽ làm cho quần áo của mình nó thơm. Nó thơm mà nó giữ màu quần áo của mình không có bị chảy xệ, không có bị xù gì hết trơn luôn. 50 ngàn một dây nước xả thơm. Dây của em bán 150 nha. Các chị mua mấy cái vàng non gì nè, các chị đeo đụng nước luôn. Em không có cởi ra luôn á, tắm em để luôn á. Mà nó vẫn không đen. Trời ơi, rồi một cái dòng vàng hồng luôn. 50 chốt Lê Vy. Rồi mã vàng giùm em 100 ngàn. Đo bông sòn 6 cháu 9 ly luôn. Nước xả không lắm xài rất là ok. Rồi luôn 9 ly nè các chị. Đó, bông sòn này đẹp quá, 9 ly. Lên đơn chốt về em mãn 1.900.000 luôn. Triệu chín chín ly. À, hấp hồng sòn to to bự bự gì nhất nha. Vậy nè, 6 cháu về đúng không? Còn 6 cháu bông cúc nữa. Quá
Thấy không? Người tặng nào vậy trời. Đâu, 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 nào hả? Đây luôn nè, hũ nến giữ tiền nè các chị. Đó, mở cái hộp nến này ra, sau đó rồi á mình đốt, mình thắp hương xong nhà, xong cho ngôi nhà của mình, xong hết trơn nguyên nhà đúng không? Đó, xong rồi cái mình lấy một nhúm gạo mình bỏ vô, lấy một cái tờ tiền cái bỏ vô, rồi lấy gạo đậy lại, đậy luôn. Đó, đậy lại để cho những chỗ nào nào mà tụ tiền của mình đó các chị, như kép sắt nè, hoặc là tủ tiền nè, hay là chỗ buôn bán của mình á, mà giấu vô trong một cái góc á các chị. Đó là mình giữ tiền, giữ tài, giữ lộc lợi nha các chị ơi. Ai mà làm hoài không có dư thì làm cho em các chị kêu này, cho em ốc nha. Nến giữ tiền 50.000. Mình hấp mình cúng ông địa nè, cúng mẹ Quan Âm, cúng hết trơn nguyên cái ngôi nhà của mình xong rồi á, cái mình rửa lại, mình rửa sạch. Mình lấy gạo mình bỏ vô cái hũ. Đó, bỏ vô cái hũ, rồi sau đó thì bỏ đồng tiền cái vô. Rồi sau đó thì đổ đầy hộp gạo luôn. Đổ đầy nha, đầy cái gạo này cho mình luôn rồi đẩy lại. Đó, ai làm hoài không có dư thì làm cho em cái này nha các chị. Rồi luôn, nến giữ tiền 50. Nến giữ tiền 50 cha. Các chị làm đi. Nè mấy chị khách bây giờ em bảo xuống số quá trời luôn á. Giữ được tiền nha. Cô Nguyễn Thơm á, cái này có tiền rồi hết, đi kiếm con rồi đi kiếm tiệm vàng luôn rồi. Chỉ cái chỉ chiêu có tiền nhiều cái kiếm tiền vàng rồi. Trời lên đơn chút giùm cho em ốc luôn là các chị ơi, 750. Đó, 750, 750 nha mấy chị. Đây luôn ốc ơi. 750. Đây một đôi bông sòn giọt nè các chị. Sòn này của nó là 5 ly 4 nha các chị. Nó nhìn cưng lắm. 5 ly 4. Đẹp ghê chưa, 5 ly 4 nha. Đó, chốt giùm em luôn. Xinh quá à, các chế yêu 5 ly 4. 850. 850, 850. Tám trăm rưỡi luôn rồi một trong chai nha các chị, chai 120, chai 120, chai 120 nha các chị. Ôi rồi có sợi dây huyết áp luôn, đều quà huyết áp cho mình nha các chị ơi. Mã huyết áp giùm em 200. Nón giữ tiền chốt cho chị Ngân Quỳnh, lau kính 49.000 chốt Ngân Quỳnh, Dũng Môi vô 25.000 chai luôn kìa. 120 chai, 120 chốt Thị Thu Tô. Đây kim cương xanh nha các chị, 7 ly 2. Kim cương xanh 7 ly 2 nha các chế. Đây, mặt dây về này 900. 900k. Đây có chiếc nhẫn này luôn nè các chị, 10 ly đơn giản nha các chế. Nhẫn này 1.9 triệu. Rồi chai nước hoa thơm quá. Nến chốt Quỳnh An. Mm-hmm.
quyết áp 200 vậy đó. Quyết áp 200 chốt kỳ tiền miễn thị. Đúng rồi, quyết áp 200 đó chị. Ừ. Dạ không, cái này là nhân tạo nha chị. Dạ nhẫn 10 ly đó là giá 1.900.000 đó chị. Lấy cái sợi dây chuyền, lấy nhẫn nó ra giùm em, lấy cái nhẫn 10 ly này. Ngọc 290. Rồi thôi em nghỉ đây nha. Có gì mời em lại tiếp nha các chị ơi. Bye bye các chị nha. Đúng rồi.